Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 14. Mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng đàn ông không so đo với phụ nữ. Vừa quay đầu, nhìn thấy bên kia có một cô gái nhìn qua rất trẻ, đang vùi đầu đóng dấu tài liệu, có lẽ là sinh viên vừa tốt nghiệp đại học. Suy nghĩ một chút, Dương Bách Xuyên trực tiếp đi tìm cô gái này. Sau khi Đường Song Song đóng dấu xong một đống tài liệu, thở ra một hơi, cô tốt nghiệp đại học bằng cấp thấp, tìm rất nhiều công tác nhưng người ta đều ghét bỏ bằng cấp của cô thấp, không có kinh nghiệm công tác, dưới sự trợ giúp của bạn bè đi vào công ty bán hàng cảnh viên. Công ty này rất lớn, không chỉ bán bất động sản còn bán nhà second hand qua người môi giới. Ở trong mắt cô, đây là một công ty có thực lực có bối cảnh, vào công ty được 3 tháng, vừa được chuyển lên làm chính thức gần đây, cô rất quý trọng công tác có tính chất tiêu thụ này, cũng tràn đầy mong đợi. Bình thường bán được một căn nhà sẽ được trích phần trăm rất nhiều, thậm chí chỉ cần bán được một căn biệt thự bất kỳ của công ty, cô sẽ được trích phần trăm rất lớn. Sau khi nhìn thấy đồng nghiệp bán được biệt thự, mua được xem, điều này làm cho cô rất hâm mộ. Trong lòng cũng rất muốn cố gắng công tác, tranh thủ mua được phòng, cũng kiếm chút học phí cho em trai học đại học. Qua 3 tháng thực tập, cô cũng coi như là một nhân viên chính thức, tràn ngập mong đợi về tương lai. Đáng tiếc đến tận bây giờ, cô vẫn chưa bán được một căn nhà nào cả. Thậm chí cả nghiệp vụ cấp 2 bán nhà second hand của người môi giới mà đồng nghiệp chướng mắt cô cũng không hoàn thành được, mỗi ngày chỉ có thể giúp đỡ các đồng nghiệp khác đóng dấu tài liệu, diễn vai quần chúng. Điều này làm cho cô vô cùng mất mát. Trong lúc suy nghĩ của cô đang bay loạn, nghe được tiếng bước chân vang lên từ phía sau. Vừa quay đầu thì thấy một nam một nữ đi đến chỗ cô, nam nhìn qua tuổi không lớn. Lớn lên đẹp trai, làn da trắng nõn, cảm giác giống như các idol trong phim Hàn. Nữ mặc một bộ váy dài màu đen, tóc búi lên cao, rất cổ điển, rất đẹp. Cô nở nụ cười theo bản năng, dùng hết nghiệp vụ đã được huấn luyện từ trước, nói kính chào quý ngài, quý cô, tôi là Đường Song Song, tôi có thể giúp được gì cho hai vị không ạ? Cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng đụng phải một nhân viên mang theo nụ cười, cười ha ha nói, tôi muốn mua một căn biệt thự. Cô có thể giới thiệu qua cho tôi hay không? Lúc này, Trương Thiền Thiên đứng cách đó không xa nghe được lời nói của Dương Bách Xuyên, trong lòng nở nụ cười khinh miệt, nói thầm, nghèo hèn, đến xem biệt thự cho bỏ cơn nghiện chứ gì. Bà đây đã gặp nhiều người làm ra vẻ giống như mày rồi, cũng tốt, để tay mơ như Đường Song Song tiếp đãi mày cũng được. Nói thầm trong lòng xong, Trương Thiền Thiên tiếp tục ngồi một bên nghịch điện thoại. Thỉnh thoảng ngó ra ngoài nhìn xem có nhà giàu nào đi BMW đến đây mua nhà hay không, cô ta chỉ cần chờ tiếp đãi những người giàu có. Đối với người mới gia nhập ngành sản xuất tiêu thụ như Đường Song Song, bây giờ cô mới ra trường không lâu, vẫn ngây thơ như tờ giấy trắng, có khách hàng đến, không quan tâm người ta có mua hay không, cần phải nỗ lực làm tốt công tác tiếp đãi. Nghe thấy Dương Bách Xuyên hỏi chuyện, Đường Song Song sắp xếp một chút ngôn từ, cười nói, quý khách. Anh có thể nói qua yêu cầu của anh về biệt thự không ạ? To một chút, 2-3 tầng, có sân riêng, cần yên tĩnh, không khí trong lành. Dương Bách Xuyên nói ra điều kiện trong lòng. Sau đó Đường Song Song tìm một ít hình ảnh mẫu, nghiêm túc tra tìm cho Dương Bách Xuyên, cuối cùng tìm được 2-3 căn phù hợp với điều kiện của Dương Bách Xuyên. Đáng tiếc đều là bất động sản hoặc đang xây dựng, hoặc chưa khởi công, hoặc vừa mới xây thô sơ. Nhưng bây giờ Dương Bách Xuyên lại cần một căn nhà có thể nhanh chóng chuyển vào ở, anh sốt ruột luyện đan tu luyện tăng lên thực lực. Sau khi xem xong, nói với Đường Song Song, cô Đường, do tôi chưa nói rõ, chuyện là tôi cần một căn biệt thự có sẵn có thể trực tiếp chuyển vào ở. Tôi nhìn thấy chỗ các cô còn có dịch vụ nhà second hand, cô nhìn xem có thể tìm được giúp tôi hay không. Thì ra là vậy, được, hai vị chờ một chút, tôi đi tìm tư liệu, đúng là có mấy căn biệt thự chuyển nhượng. Sau khi nói xong cô bắt đầu tìm tư liệu. Dương Bách Xuyên vô cùng vừa lòng với thái độ phục vụ của Đường Song Song. Rất nhanh cô đã đi đến, trong tay cầm một xấp tư liệu. Anh Dương, anh có thể nhìn xem, đây là các căn biệt thự second hand công ty chúng tôi sở hữu, có thể dọn vào ở bất cứ lúc nào, tổng cộng 12 căn. Được, để tôi xem. Dương Bách Xuyên cầm một phần quan sát. Mỗi lần mở ra Đường Song Song có thể trực tiếp nói ra tư liệu căn biệt thự, Dương Bách Xuyên nhìn ra được cô gái này thực sự bỏ công sức. Nhìn liên tục 7 phần Dương Bách Xuyên vẫn chưa tìm được căn biệt thự mình muốn,
khi mở ra phần thứ 8, hai mắt tỏa sáng. Các phương diện của căn biệt thự thứ 8 rất phù hợp với điều kiện của anh, biệt thự 3 tầng, có tầng hầm ngầm và gara. Tổng diện tích phòng là 1.200 m², sân trước sân sau chiếm diện tích gần 8 mẫu. Tiểu viện độc lập, có bể bơi, hoa viên, các phương tiện mềm cứng đầy đủ hết, còn có bảo hành sản nghiệp. Thứ hấp dẫn Dương Bách Xuyên nhất chính là căn biệt thự xây dựng dựa vào núi, phía sau biệt thự là núi Lê, qua núi Lê có thể trực tiếp đi vào dãy núi Tần Lĩnh. Dương Bách Xuyên biết núi lên chính là ngọn núi duy nhất của thành phố Cố Đô, khuyết điểm duy nhất là biệt thự này hơi xa. Nhưng đối với Dương Bách Xuyên đây không phải là vấn đề, dù sao lái xe nửa giờ là đến trung tâm thành phố, giao thông rất thuận tiện. Điều làm Dương Bách Xuyên cảm thấy kỳ lạ nhất chính là, ngoại trừ căn biệt thự này hơi xa, các phương diện đều ở trạng thái tốt nhất, mới xây 5 năm, tại sao chủ nhân lại chuyển nhượng lại? Mở miệng hỏi Đường Song Song, nói cô Đường. Căn biệt thự này rất hợp với điều kiện của tôi, cô nói giá đi. Sau khi anh hỏi xong, trên mặt của Đường Song Song có chút mất tự nhiên, Dương Bách Xuyên suy đoán có lẽ căn biệt thự này có vấn đề. Không sốt ruột thúc giục Đường Song Song, chờ đợi cô trả lời. Còn Đường Song Song lại đang bối rối, căn biệt thự này chính là đơn treo suốt 5 năm của công ty. Trước sau có rất nhiều người xem qua, nhưng không thành, nguyên nhân là do căn biệt thự này từng xảy ra chuyện. Theo lý mà nói, làm nhân viên tiêu thụ, chỉ cần khách hàng có ý định mua sắm, cô nên dùng hết sức khen biệt thự, tránh tất cả khuyết điểm. Nhưng nghĩ về lời đồn của căn biệt thự này, cuối cùng vẫn mềm lòng, cô không muốn hại người, nhìn Dương Bách Xuyên nhỏ giọng nói, anh Dương, chúng ta đi đến khu nghỉ ngơi nói chuyện. Dương Bách Xuyên đồng ý, đi theo cô đến khu nghỉ ngơi. Lúc này Đường Song Song nhỏ giọng nói, anh Dương. Giá của căn biệt thự này so với các biệt thự khác vô cùng thấp, thậm chí là lỗ vốn, chỉ 100 triệu 2.000 vạn. Thậm chí cố chủ còn nói chỉ cần có thể bán ra, có thể thương lượng giá, tiền thuê cho công ty cũng rất cao. Nói thật nếu anh mua nó, chỉ cần trích phần trăm tôi có thể lấy hơn 100 vạn. Đối với người nông thôn như tôi, số tiền này sẽ làm thay đổi cuộc đời tôi, nếu là căn biệt thự bình thường, giá thị trường phải hơn 300 triệu. Nhưng... Đây là biệt thự có ma, không ai dám mua, nếu một mình anh ở, tôi không khuyến khích anh mua căn biệt thự này. Có ma, Dương Bách Xuyên không những không sợ, ngược lại còn nổi lên sự tò mò. Ở trong truyền thừa của sư phụ, từng xuất hiện ma quỷ, thật ra chính là linh hồn. Đối với người tu chân chính là nguyên thần, không có gì kỳ lạ cả, anh thật sự không sợ, nếu trên đời này thực sự có ma, anh cũng muốn chứng kiến một lần. Đúng vậy. Tôi nghe đồng nghiệp nói, lúc tu sửa căn biệt thự kia từng đào phải quan tài cổ, nhưng sau đó chủ đầu tư đã mời pháp sư về làm pháp sự, sau đó tiếp tục tu sửa không để ý đến nữa. Kết quả sau khi biệt thự tu sửa xong thì bắt đầu có ma, nói là có người đang hát, có tiếng khóc của phụ nữ, tiếng trẻ con cười đùa, dù sao rất dọa người. Chủ nhân đầu tiên đi vào căn biệt thự đó ở đã đi vào viện tâm thần, bây giờ vợ của ông ta làm chủ muốn nhanh chóng bán đi. Nhưng 5 năm qua không ai dám nhận căn biệt thự này. Đường Song Song thần bí nói. Dương Bách Xuyên cười ha ha, nói cô Đường, dẫn tôi đi xem căn biệt thự này đi, thuận tiện hẹn luôn cố chủ, cho công ty các người bàn bạc với cố chủ. Nếu sau khi xem xong, tôi thấy không có vấn đề, hy vọng trong hôm nay có thể làm xong thủ tục sang tên, tôi sẽ giao dịch trả ngay. Đường Song Song hóa đá, ngẩn người, khi lấy lại phản ứng còn lo lắng thay cho Dương Bách Xuyên. Khuyên anh vài câu. Nhưng Dương Bách Xuyên khăng khăng muốn xem nhà, cô cũng chỉ có thể tôn trọng ý kiến khách hàng. M. Thanh nói chuyện của Dương Bách Xuyên rất to, sau khi nghe thấy Dương Bách Xuyên nói sẽ giao dịch trả ngay, trong lòng của Trương Thiền Thiền chấn động. Dưới cái nhìn của cô ta, khách hàng này không giống nói đùa, đã yêu cầu đi xem phòng luôn. Đi qua ngõ thì thấy chính là căn biệt thự đứng đầu danh sách của công ty, Trương Thiền Thiền động tâm, biết hôm nay cô ta nhìn lầm. Dương Bách Xuyên không phải kẻ nghèo hèn, chính là thần tài. Nhưng đối với nhân viên lão luyện như cô ta, muốn chen vào chia một phần lãi không phải chuyện khó. Đường Song Song là tay mơ mới nhận chức, cho dù Đường Song Song làm chủ bán biệt thự, cô ta chỉ cần đi theo cũng có thể được chia tiền lãi, nghĩ lại số phần trăm trích ra hơn 100 vạn khi bán căn biệt thự này, hai mắt của Trương Thiền Thiền sáng rực. Vội vàng nở nụ cười bưng lên hai cốc cà phê. Đi đến bên cạnh Dương Bách Xuyên và Độc Cô vô tình nói, Song Song,
nhanh đi tìm giám đốc đến đây, hẹn cố chủ cho anh Dương, để tôi tiếp đãi hai vị này cho. Đường Song Song sao có thể không nhìn ra Trương Thiền Thiền muốn chia lãi, bắt nạt người mới như cô. Mặc dù trong lòng rất tức giận, nhưng lại không dám nói ra. Nhưng không nghĩ tới, lúc này Dương Bách Xuyên lại lạnh nhạt nói với Trương Thiền Thiền một câu, làm cho Đường Song Song cực kỳ hả giận. Cô là ai? Đứng sang một bên đi, hôm nay tôi mua nhà đều do cô Đường phụ trách, người làm tạp vụ khác thì đừng xen lẫn vào. Làm sao Dương Bách Xuyên có thể không nhìn ra ý đồ của Trương Thiền Thiền? Lúc trước con mẹ nó còn không thèm để ý đến anh, bây giờ nghe thấy anh muốn mua nhà liền dán vào. Con mẹ nó còn bắt nạt đồng nghiệp mới, thực sự rất phiền chán loại phụ nữ này. Vì vậy Dương Bách Xuyên không hề cho Trương Thiền Thiền chút mặt mũi nào cả. Còn Trương Thiên Thiên, hai tay đang bưng cà phê, nghe thấy Dương Bách Xuyên nói, cả người cứng đờ, sắc mặt vừa xanh vừa trắng, trong lòng cực kỳ khó chịu. Đường Song Song gọi giám đốc Nhậm không đến, nghe nói Dương Bách Xuyên khăng khăng muốn đi xem căn biệt thự có ma kia, lập tức vui vẻ. Nếu có thể bán được căn biệt thự kia, đối với công ty bọn họ không chỉ thu hoạch lợi ích, còn có rất nhiều danh tiếng. Bởi vì căn biệt thự có ma kia không chỉ treo danh bán ra ở công ty của bọn họ, nó còn ở trên danh nghĩa của mấy công ty khác nữa. Suốt 5 năm không có động tĩnh đã trở nên có tiếng trong giới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nếu công ty bọn họ có thể bán đi, đối với Nhậm Không, điều này có thể đem đến rất nhiều chỗ tốt. Sau khi nghe được yêu cầu của Dương Bách Xuyên, không nói hai lời liên lạc luôn với cố chủ, sắp xếp xe chở Đường Song Song dẫn Dương Bách Xuyên đi xem nhà. Trước khi đi Đường Song Song nhìn thấy vẻ mặt hâm mộ ghen tị hận và ánh mắt u oán của Trương Thiến Thiến, điều này làm cho cô vô cùng thấp thỏm lo âu trong lòng. Dương Bách Xuyên nhìn thấy sự ghen ghét của Trương Thiền Thiền đối với Đường Song Song, trong lòng mỉm cười, khi lên xe cười hỏi Đường Song Song. Cô Đường không cần sợ hãi Trương Thiền Thiền kia, không cần để ý đến cô ta. Cô phải biết rằng một khi tôi mua căn nhà này, cô sẽ được trích phần trăm hơn 100 vạn, đến lúc đó chỉ cần hai mắt của giám đốc các cô không mù, chắc chắn sẽ thăng chức cho cô. Hơn nữa chiến tích của cô ở chỗ đó, tiền cũng kiếm được vào tay còn sợ gì nữa. Cô rất chân thành, suy xét vấn đề dưới góc độ của khách hàng, việc này rất hiếm thấy, thiện ý của cô sẽ được báo đáp, tôi tin tưởng cô sẽ trở thành một nhân viên tiêu thụ giỏi. Nghe được Dương Bách Xuyên an ủi, trong lòng Đường Song Song dễ chịu một chút, nhưng sau đó phản ứng lại, trong lòng vô cùng vui mừng, cô là tay mơ vừa mời bước vào công việc, nhưng không ngốc. Sao có thể không nghe hiểu ý trong lời nói của Dương Bách Xuyên? Dương Bách Xuyên đã nói như vậy. Không phải đang nói khả năng mua căn biệt thự kia là rất lớn. Nhưng, căn biệt thự kia có ma, có thể làm hại đến Dương Bách Xuyên hay không? Nhưng anh cố tình không tin còn muốn đi xem. Trong sự lo được lo mất của Đường Song Song, cũng rất Dương Bách Xuyên mua biệt thự, như vậy cô có thể sẽ không bị ma cũ như Trương Thiền Thiền bắt nạt làm khó dễ, cũng có thể tiến thêm một bước. Có thể đạt được hơn 100 vạn trong một lần bán, có thể thay đổi vận mệnh của cô. Có thể mua cho gia đình một cái nhà mới, có thể có tiền cho em trai học đại học, có thể làm được rất nhiều chuyện. Nhưng về phương diện khác cũng rất bối rối, lo lắng không may căn biệt thự kia thật sự có ma như lời đồn, nếu Dương Bách Xuyên vào ở, xảy ra chuyện gì, vậy khác gì hại người ta. Đang chìm trong hoảng hốt thì xe dừng lại, Đường Song Song thấy đã đến nơi, mời Dương Bách Xuyên xuống xe đi xem phòng với cô. Đối với Dương Bách Xuyên, dọc đường đi anh rất vừa lòng với hoàn cảnh ở đây, mặc dù nơi này hơi xa, nhưng rất phù hợp với điều kiện của anh. Tình hình giao thông cũng rất tốt, tiêu chuẩn 4 đường xe chạy nối thẳng núi Lê. Còn tiểu khu biệt thự này, nhìn qua cũng không nhỏ, 4 phía có tường cao 3 mét, trước sau đều có cổng lớn, có nơi kiểm tra đăng ký đối chiếu xe ra vào. Tất cả nhìn qua rất quy củ. Đi vào cổng lớn của tiểu khu, mỗi căn biệt thự đi qua đều có tiểu viện riêng. Hơn nữa khoảng cách lẫn nhau rất rộng mở. Toàn bộ tiểu khu biệt thự núi Lê được xây dựng ở chân núi lên, có công viên sinh thái tự nhiên, ven hồ hoang dại, trải qua nhân công cải tạo hình thành cảnh sắc xa hoa lộng lẫy này. Không khí cũng trong lành hơn trung tâm thành phố rất nhiều lần, ít nhất không có sương mù. Sau khi đi vào xe vẫn chạy thẳng đến hương núi Lê, mãi đến khi một căn biệt thự kiểu U xuất hiện trong tầm mắt mới dừng lại. Có lẽ đây chính là căn biệt thự có ma.
Quả nhiên Đường Song Song nói, anh Dương, đây chính là căn biệt thự đó. Cộng thêm tài xế, tổng có 4 người đi vào, từ đằng xa Dương Bách Xuyên đã nhìn thấy được căn biệt thự giống hệ trên ảnh chụp, phong cách châu U. Hoàn cảnh 4 phía trước sau, bao gồm bể bơi ngoài trời, sân vận động đều giống như trong tư liệu cung cấp. Địa điểm kiến tạo biệt thự là nơi nằm gần chân núi Núi Lê nhất trong toàn bộ tiểu khu biệt thự Núi Lê, phía sau biệt thự cách 500-600m là có thể trèo lên Núi Lê, có con đường riêng biệt. Dương Bách Xuyên vừa đi vào đã cảm nhận được không khí trong viện có chút dị thường, nhắm mắt thả linh thạch cẩn thận cảm thụ, đột nhiên mở to hai mắt. Căn biệt thự thật sự cổ quái, linh khí trong không khí nồng đậm hơn bên ngoài rất nhiều, nhưng hình như những linh khí đó đều mang theo khí lạnh lẽo chết chóc. Tìm tòi một chút những ghi chép có liên quan đến linh khí trong bách khoa toàn thư tu chân trong đầu, Dương Bách Xuyên đưa ra một kết luận, chính là linh khí cũng phân hóa thành âm dương ngũ hành. Theo ghi chép của bách khoa toàn thư tu chân, có lẽ linh khí nơi này được gọi là sát khí thì thích hợp hơn, ở trong giới tu chân còn được gọi là ma khí. Cùng là linh khí nhưng thuộc tính khác nhau rất lớn, âm hàn mang theo cuồng bạo, sát khí hoặc là ma khí, dựa theo ghi chép của bách khoa toàn thư tu chân. Nếu muốn hấp thu cần phải có công pháp chuyên môn để phối hợp mới có thể luyện hóa. Ở trong bách khoa toàn thư tu chân cũng không giới thiệu quá nhiều, Dương Bách Xuyên cũng chỉ hiểu biết qua loa. Tìm tòi một chút ghi chép về địa lý dãy núi, Dương Bách Xuyên quan sát hoàn cảnh bốn phía, phát hiện đối với người tu chân, nơi này chính là bảo địa. Thế của núi Lê vừa lúc duỗi theo vị trí xây dựng của căn biệt thự. Cả căn biệt thự trông như tựa vào núi Lê, hướng đông. Bên trái là ao hồ núi Lê, bên phải là công viên rừng rậm hoang dã, có núi có nước, là một bảo địa phong thủy. Dựa theo một quyển sách gọi là Thiên Tinh trong truyền thừa của sư phụ đã ghi lại nơi đây là một mạch bảo địa thanh nghiêu xuống núi. Nó cũng có thể liên quan đến một số phong thủy hiện đại, nhưng dù sao người tu chân cũng chỉ chú ý đến dãy núi, bởi vì núi có linh, đại biểu có linh khí, là nơi phù hợp để xây dựng đạo quan tu luyện. Nhưng cố tình linh khí nơi này quá mức âm hàn, nếu người bình thường bị âm khí này rửa sạch sẽ không có chỗ bổ ích, ngược lại sẽ bị bệnh. Có lẽ đây là nguyên nhân chân chính gây ra lời đồn biệt thự có ma. Lúc trước Đường Song Song từng nói, khi xây dựng căn biệt thự đã từng đào phải quan tài cổ, có nghĩa là nơi này từng là một âm trạch. Nếu âm trạch là một nơi không tồi, linh khí âm hàn, vậy nó sẽ biến thành sát khí trêu chọc linh thể là chuyện bình thường. Thử nhìn xem căn biệt thự này có ma như trong truyền thuyết hay không. Lúc chuẩn bị đi vào biệt thự, cả người của Đường Song Song hơi run rẩy, khi mở cửa tay chân run run. Dương Bách Xuyên cười nhẹ, đi qua tiếp nhận chìa khóa trên tay cô, nói, để tôi đi trước cho, nếu mọi người sợ hãi thì ở bên ngoài chờ tôi, một mình tôi vào xem. Độc Cô Vô Tình lạnh nhạt nói, tôi đi vào cùng với anh. Cô là cao thủ võ cổ ám kình tầng 8. Không quan tâm có ma hay không, hơn nữa cô cũng không tin. Tài xế nói thẳng, tôi ở ngoài trông xe, ha ha. Thật ra nhát gan không dám đi vào, anh ta cũng là công nhân của công ty cảnh viên, tất nhiên cũng nghe đồn nơi này có ma. Đường Song Song cắn răng nói, không sao cả, tôi không sợ, anh là khách hàng của tôi phải đi cùng với anh rồi. Nhìn đến cô gái nhỏ dù rất sợ hãi nhưng vẫn đặt khách hàng lên đầu. Run rẩy nói chuyện, Dương Bách Xuyên cảm thấy rất thú vị. Không nhiều lời, trực tiếp đi vào, dù sao có anh ở đây, không tin không thu thập được ma quỷ. Sau khi mở cửa ra, một hơi thở lạnh lẽo ập vào mặt. Dương Bách Xuyên thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên rất cổ quái, khí lạnh trong biệt thự mạnh hơn ở ngoài rất nhiều. Đi vào bật đèn lên, trong nhà sáng hơn rất nhiều, làm cho Đường Song Song đi theo phía sau yên tâm hơn rất nhiều. Dương Bách Xuyên không để Đường Song Song đi theo, một mình đi dạo khắp nơi. Căn biệt thự có 3 tầng, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, trang trí rất xa hoa, có thể xách đồ vào ở. Tổng thể có 9 căn phòng, không tính phòng bếp phòng tắm, mỗi một phòng có toilet riêng. Gia cụ trong biệt thự nhìn qua rất mời, nhưng lại bị phủ một lớp bụi, có chút ẩm ướt. Xem xong một lượt, cuối cùng chỉ có tầng hầm ngầm chưa nhìn, dựa theo tư liệu. Tầng hầm ngầm có 3 gian. Một gian là hầm rượu, 2 gian kia là phòng chứa đồ, có thể đi thẳng xuống đó từ góc đông bắc của phòng khách. Dương Bách Xuyên nói với Độc Cô Vô Tình và Đường Song Song, một mình anh đi xuống nhìn.
anh chuẩn bị dùng tầng hầm ngầm để luyện đan nên muốn đi xem. Từ cầu thang đi xuống, đi đến đại sảnh của tầng hầm, vừa đến nơi, Dương Bách Xuyên cảm giác được khí lạnh lại tăng lên, nồng đậm hơn bên trên gấp 4-5 lần. Đột nhiên anh cảm thấy Hồ Càn Khôn trên cánh tay trái nóng lên, trong lòng biết sư phụ đã thức tỉnh. Quả nhiên, ngay sau đó âm thanh của sư phụ Vân Thiên Tà vang lên, nói, hử, tại sao nơi này lại có ma khí nồng đậm vậy, nhóc con lại xông vào nơi nào rồi. Nói xong, lần thứ hai cảm thán nói, nhóc thối, bước lên phía trước vài bước, vi sư cảm giác được phía trước có đồ vật. Dương Bách Xuyên nhìn lên trên, có lẽ đó là vị trí của hầm rượu, vừa đi vừa hỏi, sư phụ, con có thể hấp thu ma khí cho bản thân hay không? Tuy ma khí khá cuồng bạo nhưng phải xem dùng công pháp gì để luyện hóa, Càn Khôn Tạo Hóa Quyết chính là công pháp tu luyện bậc nhất thế gian, luyện hóa ma khí dư sức. Có điều, hẳn nơi này là một ngọn linh mạch, tụ sát, mới có thể tích lũy linh khí nhiều gấp trăm lần bên ngoài. Nếu có thể bày trận pháp tụ linh ở nơi này, tiêu trừ sát khí, ngược lại có thể trở thành đạo tràng. Con tiến vào gian phòng phía trước để sư phụ nhìn xem, ta cứ cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Giọng điệu của Vân Thiên Tà hơi nghiêm trọng. Dương Bách Xuyên cũng không nhìn được hơi căng thẳng, cẩn thận từng ly từng tí bước vào hầm rượu. Sau khi mở cửa, trong tầm mắt anh là một vùng đen kịt, anh sờ soạng trên tường bật công tắc, toàn bộ hầm rượu trống rỗng xuất hiện trước mặt anh. Hầm rượu rộng khoảng chừng 60 mét vuông, bốn phía đều đặt kệ trưng bày rượu, trừ cái này ra thì không có bất kỳ vật gì, chẳng qua loại hơi thở âm hàn này càng ngày càng nặng. Sư phụ, không có gì lạ thường, Dương Bách Xuyên lẩm bẩm. Lúc này giọng Vân Thiên Tà vang lên, có ý tứ, thế mà lại có linh thể tồn tại, thằng nhóc thối, con đi lên phía trước 9 bước. Nghe lời sư phụ, Dương Bách Xuyên khó hiểu bước về phía trước, không nhiều không ít vừa vặn 9 bước. Lúc này sắc mặt bất ngờ thay đổi, bởi vì sau khi bước lên 9 bước, trong tai vang lên gào khóc thảm thiết, toàn bộ hầm rượu bỗng dưng nổi gió lớn. Nói đúng hơn phải là gió tà, bởi vì thổi vào người lạnh vô cùng, nhiệt độ trong người tụt xuống nhanh như chớp, cảm giác như bị rớt xuống hầm băng. Một giây sau, con người Dương Bách Xuyên co rút, cách anh chừng 5-6 mét xuất hiện một đoàn sương mù mông lung, mà ở trong sương mù, dường như anh nhìn thấy ba bóng dáng hai lớn một nhỏ thoát ẩn thoát hiện. Ai đó, giả thần giả quỷ, mau ra đây. Miệng hét lên một câu nhưng thật ra trong lòng Dương Bách Xuyên đang vô cùng hoảng sợ. Trong đầy nảy ra chuyện ma quái trong biệt thự Tước Tiên. Lẽ nào thật sự có quỷ? Đúng là trước đó anh nói không sợ, nhưng thật sự đụng phải lại khác, dù sao cũng là lần đầu tiên trải qua, sao có thể không sợ? Ngay sau khi anh gào lên, ba bóng dáng trong mắt di chuyển. Lúc này Dương Bách Xuyên thấy rõ, là một nam một nữ và một cô bé, cả ba dương nanh múa vuốt nhào về phía anh. Nói đúng hơn là nhẹ nhàng lướt qua. Má ơi! Dương Bách Xuyên thấy rõ ba người kia đang bay về phía mình, trong lòng văng một câu chửi tục, hiện tại anh đã xác định được 100%, chuyện ma quái là có thật a. Anh suýt nữa đã xoay người chạy trốn theo bản năng, lại bị sư phụ Vân Thiên Tà mắng chật, thứ ngu xuẩn đáng xấu hổ, ba cái linh thể mà thôi, con sợ cái gì? Dùng chân nguyên ly hỏa đốt bọn chúng đi, sao ta lại thua một tên đồ đệ kém cỏi thế chứ? Tuy rằng sư phụ lại chửi bới nhưng cũng xem như đã có cách đối phó, đồng thời Dương Bách Xuyên cũng bị một câu ngu xuẩn của sư phụ mắng đến bừng bừng lửa giận trong lòng. Anh không chạy trốn, hai tay bấm quyết, chân nguyên ly hỏa lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay, đánh về phía ba bóng dáng đang lao tới. A! Một giây sau, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp hầm rượu. Dương Bách Xuyên mừng rỡ, không ngờ chỉ là hổ giấy. Chỉ thấy sau khi bị chân nguyên ly hỏa dính vào người, một nam một nữ lập tức bay ngược ra ngoài, ngã xuống đất co lại thành một đoàn kêu thảm thiết. Cô bé nhìn qua kia gần 11-12 tuổi kia bị dọa sợ dừng lại, mở miệng nói chuyện. Chỉ nghe thấy cô bé hỏi, tỷ tỷ, tỷ làm sao thế? Hóa ra là biết nói chuyện. Dương Bách Xuyên trong lòng khẽ nói. Ngay sau đó anh định lao tới, đốt sạch bọn họ thành cho bụi. Lần đầu chỉ là dính phải chân nguyên ly hỏa, tuy làm bọn họ bị thương nhưng chưa đến mức chết cháy, hơn nữa lửa cũng tắt rất nhanh, chắc là có liên quan với âm khí ở đây. Nhưng mà, ngay lúc anh chuẩn bị lao qua thì giọng sư phụ Vân Thiên Tà lại vang lên, thằng nhóc thúi, dừng lại,
thật vất vả mới gặp phải ba linh thể, còn đốt cháy bọn họ chính là tổn thất lớn. Cùng lúc đó cô bé kia cũng quỳ rạp xuống trước mặt Dương Bách Xuyên cầu xin tha thứ, thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng, xin thượng tiên buông tha chúng ta. Ặc. Dương Bách Xuyên lập tức ngạc nhiên, không nghĩ tới sư phụ lại nói như vậy, mà ba linh thể kia cũng không chịu nổi một kích. Anh dừng tay, trong lòng thầm hỏi sư phụ, nghe ý của người là ba quỷ hồn này còn có tác dụng khác. Đồ thiếu kiến thức, kêu con đi lật bách khoa toàn thư tu chân xem, hóa ra con lại không chịu đi. Nếu con đã đọc hết bách khoa toàn thư tu chân rồi thì sẽ rõ chỗ tốt của linh thể. Vân Thiên Tà hung hăng nói. Dương Bách Xuyên ho sù sụ con có xem qua một chút, chỉ là chưa xem xong, chủ yếu là không có thời gian xem, khụ khụ, sư phụ. Người nói cho con nghe một chút đi, giữ lại ba quỷ hồn này có công dụng gì? Chúng ta không gọi quỷ hồn mà là linh thể, quỷ hồn là theo lời của người thường sau khi chết được gọi là quỷ hồn hoặc hồn phách, mà ba tên này đã được linh khí bồi dưỡng nên gọi linh thể mới thích hợp. Ở tu chân giới, xét trên lý luận, hễ là sinh linh đều có thể tu luyện, nhân loại chính là linh trưởng của vạn vật, nhân tộc tu luyện tự xưng là tu chân giả, tuy nhiên chúng ta chỉ là một phần trong đó. Ngoài ra còn tu ma giả, yêu tu, vân vân. Mà linh hồn một khi ngưng tụ thành linh thể liền có thể tu luyện quỷ đạo. Ba người trước mắt đã có căn cơ, linh thể bọn họ ngưng tụ ra vô cùng cường đại, chẳng qua là không có công pháp tu luyện mà chỉ hấp thu linh khí theo bản năng mà thôi. Nếu như ba người bọn họ hiểu được con đường tu luyện, người ta vừa đối mặt đã có thể tiêu diệt con rồi, con còn muốn chạy. Vân Thiên Tà sâu kín nói, dừng một chút lại bổ sung. Lại nói tiếp quỷ tu cũng khá tương tự với tán tiên như sư phụ, đều ở trạng thái thần hồn không có thân thể. Chẳng qua điểm xuất phát ban đầu lại khác nhau, quỷ tu là người thường sau khi chết, linh hồn ngưng tự thành linh thể, từ đó bước vào quỷ đạo, đến cuối có thể thành tựu quỷ tiên, giống như những sinh linh khác, cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển. Mà tán tiên như vi sư, trụ cột bản thân là tu chân giả nhưng linh hồn đã biến thành trạng thái cao cấp hơn gọi là thần hồn hoặc nguyên thần từ lâu. Một khi độ kiếp thất bại, chỉ cần vứt bỏ thân thể, dùng trạng thái nguyên thần tu luyện lại từ đầu, một lần nữa ngưng tụ ra tiên thể. Quỷ tu ở tu chân giới là một quần thể tu đạo thần bí, có rất ít người thật sự nhìn thấy quỷ tu, sư phụ cũng chỉ gặp được một gã quỷ tu ở bí cảnh vạn năm về trước. Bọn ta xảy ra xung đột, một trận chiến đó thật sự vô cùng khó chơi. Nếu như không phải tu vi của vi sư thâm hậu thì đúng là khó tránh khỏi cái chết, cuối cùng tên quỷ tu cường đại kia bị ta chém giết. Bản thân nhận được một bộ công pháp của quỷ tu. Vì vậy sư phụ cho rằng, con thu nhận ba linh thể trước mặt này, truyền thụ công pháp quỷ đạo cho bọn họ xem như một lần đầu tư, nói không chừng ngày sau sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Và lại ba linh thể này được linh khí âm sát ở đây bồi dưỡng quanh năm, có thể nói căn cơ bất phàm, nhất là cô bé kia, dường như có linh căn M Phong, nếu tu luyện quỷ đạo, có hy vọng thành tựu quỷ tiên. Đồ nhi ngốc. Sư phụ đang đặt nền móng cho con đấy, con bắt bọn họ phát lời thề thiên đạo, sư phụ truyền công pháp quỷ tu lấy được năm đó cho con. Con có thể truyền thụ cho ba người này, ngày sau có thể thành tựu hay không xem như là vận mệnh của con. Sư phụ Vân Thiên Tà vừa nói xong, trong đầu Dương Bách Xuyên chấn động, xuất hiện một bộ công pháp tên là Phong Đô Quyết, nhìn sơ qua, đúng là chỉ thích hợp cho linh thể tu luyện, những người khác luyện không được. Dương Bách Xuyên tiến lên một bước. Trầm giọng nói, tại sao ba người lại ở đây, tự xưng tên tuổi đi. Anh vừa nói chuyện vừa dùng chân khí, linh thức bao phủ ba người kia. Đến hiện tại, Dương Bách Xuyên mới nhìn kỹ diện mạo và trang phục của bọn họ. Người đàn ông tướng mạo ngược lại khá chất phác, người phụ nữ cũng là đại mỹ nhân, về phần cô gái nhỏ càng xinh đẹp hơn, cách ăn mặc của ba người khá giống thời đại Tống. Dưới uy áp của linh thức, ba linh thể kia run rẩy. Một nam một nữ đứng dậy quỳ gối trước mặt Dương Bách Xuyên, gian nan mở miệng nói, thượng tiên tha mạng, chúng tôi thật sự không phải muốn hại người, chỉ là muốn hù dọa. Thượng tiên, ba người chúng tôi chính là người Bắc Tống, là nô bộc trong một phủ viên ngoại, tôi tên Kiều Phúc. Tôi là Ngô Mặc Hạ, người phụ nữ cũng mở miệng, sau đó chỉ vào cô gái bên cạnh nói, đây là em gái tôi Ngô Mặc Thu. Kính xin thượng tiên tha cho chúng tôi một con đường sống. Ba người đồng thanh xin tha. Dương Bách Xuyên nghe xong rất ngạc nhiên, thế mà lại là người Bắc Tống, cách hôm nay đã hơn 800 năm lịch sử.
Nói như thế, chẳng phải ba người bọn họ là quỷ sống hơn 800 năm à? Tại sao các người chết rồi lại không đi đầu thai, ngược lại ở chỗ này hại người? Dương Bách Xuyên cũng không biết trên đời này có địa phủ hay không, anh xem việc hỏi lai lịch của bọn họ chỉ như nói chuyện phiếm. Chẳng qua sư phụ đã nói tu chân giới tồn tại quỷ tu, vậy ít nhất có lục đạo luân hồi, để quay về đi hỏi sư phụ thử xem. Dương Bách Xuyên lạnh lùng nói một câu lại dọa ba người kia sợ hãi kêu lên. Kiều Phúc vội vàng nói, Thượng Tiên, tuy ba người chúng tôi hù dọa người khác nhưng mấy trăm năm qua chưa từng hại người, xin Thượng Tiên minh xét. Đợi Kiều Phúc nói xong, Ngô Mặc Hạ cũng gấp gáp nói, Thượng Tiên thấu hiểu, cũng không phải chúng tôi không muốn rời đi, mà là 800 năm qua hoàn toàn không thể bước ra khỏi căn nhà này trong vòng trăm mét, chỉ có thể tham sống sợ chết ở đây. Ngô Mặc Hạ và Kiều Phúc cùng nhau giải thích nguyên nhân tại sao ba người lại bị vây khốn ở nơi này và lai lịch của bọn họ. Sau khi nghe xong, Dương Bách Xuyên phát hiện thật ra cả ba cũng là người đáng thương, hơn nữa cũng chưa từng hại người, phẩm tính không hỏng. Mặc dù sư phụ nói anh thu nhận ba người này rồi truyền thụ công pháp quỷ đạo nhưng Dương Bách Xuyên cũng cần hiểu rõ tính tình, phẩm chất mới được. Nếu bọn họ là hạng người chỉ biết gieo họa, thế thì còn không bằng diệt sạch. Phẩm tính không ổn, có tiềm lực thế nào đi nữa cũng không lọt vào tầm mắt của Dương Bách Xuyên. Cũng may, nghe xong chuyện xưa của bọn họ, cảm thụ hơi thở của cả ba, đúng là chưa từng hại người, xem như qua một cửa này. Kiều Phúc là nô bộc trong phủ một viên ngoại, theo lời nói của anh ta thì cái chết của bọn họ có liên quan đến tiệc mừng thọ lão gia quý phủ. Viên ngoại kia mời một đoàn kịch về phủ hát hí khúc, hai chị em họ Ngô là người của gánh hát, Ngô Mặc Hạ dẫn theo em gái đi kiếm ăn. Mỗi khi đến lúc trời tối thiếu gia quý phủ lại theo dõi Ngô Mặc Hạ, kịch diễn tròn 7 ngày, Kiều Phúc cũng yêu thích Ngô Mặc Hạ, đều trai tài gái sắc yêu nhau là chuyện bình thường. Thế nhưng Ngô Mặc Hạ lại bị thiếu gia quý phủ cưỡng ép ức hiếp, Kiều Phúc lỡ tay đánh chết đối phương, ba người cuống quýt bỏ trốn. Cuối cùng vừa chạy tới tòa miếu đổ nát ngoài thành thì bị tay sai viên ngoại chặn lại, ra lệnh châm lửa đốt cháy tòa miếu, ba người trốn bên trong sống sờ sờ bị thiêu chết. Tòa miếu đổ nát 800 năm trước kia chính là căn biệt thự hiện tại, cũng là nơi ba người chết cháy. Vốn dĩ bọn họ cho rằng bản thân đã chết rồi, nào biết phía dưới lại có khí âm sát dẫn dắt linh hồn bọn họ xuống dưới, cơ thể đã chết nhưng linh hồn vẫn còn sống. Quan trọng hơn là bọn họ phát hiện một ngôi mộ lớn nằm ngay phía bên dưới, không biết là mộ của người nào. Hơn 800 năm qua, ba linh hồn vẫn sinh sống dưới mộ mãi cho đến ngày hôm nay. Theo lời của Kiều Phúc, sát khí trong mộ rất nặng, thật sự phát ra từ phía mộ chính, bọn họ cũng không dám tới gần, tỉnh tỉnh mê mê dựa vào sát khí chủ mộ tỏa ra suốt mấy trăm năm qua mà ngưng tụ thành linh thể. Dương Bách Xuyên biết sát khí trong miệng Kiều Phúc chính là ma khí hoặc một kiểu linh khí, hơn 800 năm, ba người này nhờ có linh khí bồi dưỡng mới thành linh thể, chẳng những linh hồn không bị tiêu tán, ngược lại sống rất thoải mái. Ngay cả linh thú muốn mở linh trí, trong lúc vô tri vẫn theo bản năng hấp thụ linh khí, chạm đến cánh cửa tu luyện. Giống như sư phụ nói, nếu bọn họ có công pháp tu luyện, luyện suốt 800 năm, anh mà đụng phải thì chỉ còn nước bỏ chạy. Đáng tiếc ba người chỉ là người bình thường chết đi, không hiểu con đường tu luyện, có thể thành tựu linh thể trong lúc vô tình đã coi như cơ duyên. Hôm nay bọn họ gặp phải anh mới thật sự là vận may bùng nổ. Dương Bách Xuyên tin rằng, chỉ cần cho ba người kia tu luyện công pháp quỷ đạo phong đô quyết sư phụ truyền cho mình, căn cơ vững chắc bọn họ bồi đắp suốt 800 năm sẽ có bước tiến nhảy vọt, nói không chừng có thể trở thành tay sai của mình. Đương nhiên ba người Kiều Phúc không thể rời khỏi sát khí, phạm vi hoạt động tối đa chỉ trong vòng trăm mét là vì bọn họ không tu luyện công pháp, linh thể rời khỏi linh khí bồi dưỡng sẽ không ổn định, nếu tu luyện, về sau có thể sống tự do. Dương Bách Xuyên vô cùng hứng thú với ngôi mộ ba người sống, dựa theo lời của bọn họ, đối phương có thể sống đến bây giờ hoàn toàn dựa vào sát khí chủ mộ phát ra bồi dưỡng thành linh thể, nói cách khác bên trong ngôi mộ nhất định có bảo vật. Nói không chừng rất có thể là linh mạch hoặc là trí bảo nào đó cũng nên. Tóm lại trong lòng Dương Bách Xuyên rất tò mò, liền hỏi, ngôi mộ trong lời mấy người cụ thể nằm ở đâu? Ở nơi này, bên dưới mật thất 30 mét, Kiều Phúc vội vàng nói, lúc trước anh ta bị chân nguyên ly hỏa của Dương Bách Xuyên đốt một hồi nên vô cùng kiêng kỵ anh, ngọn lửa này chính là khắc tinh trời sinh của bọn họ. Vì vậy Dương Bách Xuyên hỏi cái gì anh ta đều trả lời cái đó, không dám giấu giếm. Nghe xong,
trong mắt Dương Bách Xuyên lóe lên tia sáng. Chẳng qua ngay lúc này, trong đầu anh lại vang lên giọng nói của sư phụ Vân Thiên Tà, thằng nhóc thúi, trước khi tu vi con tăng lên luyện khí kỳ viên mãn, ta khuyên con đừng đánh chủ ý đến ngôi mộ phía dưới. Vừa nãy sư phụ dùng thần thức kiểm tra một phen, mộ phía dưới có dấu vết trận pháp của tu sĩ, với tu vi của con lúc này, xuống dưới chính là tìm đường chết. Trước tiên thu nhận ba người này đã, như vậy đi, để cho bọn họ không có cơ hội phản kháng, con khắc ấn ký linh thức vào biển ý thức của bọn họ là có thể khống chế đối phương. Ba người kia muốn tu quỷ đạo, mà quỷ đạo đối với tu chân giả mà nói vô cùng bí ẩn, khống chế bọn họ để phòng ngừa vạn nhất, sư phụ truyền cho con một cấm thuật linh thức là có sử dụng. Ngay sau đó trong đầu Dương Bách Xuyên xuất hiện một đoạn mật văn, đúng là bí pháp cấm thuật linh thức. Thật ra chính là bí pháp cưỡng ép khắc ấn ký trong biển ý thức của người khác là có thể khống chế sống còn của đối phương. Một khi loại này cấm thuật này thành công, người bị khống chế sẽ giống như đầy tớ, nếu có ý nghĩ giết hại chủ nhân trong đầu, Dương Bách Xuyên sẽ biết được trước tiên. Anh chỉ cần một suy nghĩ đã có thể khiến đối phương hồn phi phách tán. Tuy cấm thuật này quá mức bá đạo nhưng lại là cách khống chế kẻ thù đơn giản, thô bạo nhất. Dương Bách Xuyên nghĩ ngợi một hồi cũng cảm thấy sư phụ nói cũng đúng. Dù sao ba người Kiều Phúc cũng là linh thể sống hơn 800 năm, hơn nữa quỷ đạo là quần thể tu luyện khá thần bí tại tu chân giới. Căn cơ ba người cũng vững chắc, nếu bọn họ tu luyện vượt qua tu vi của anh, sau này lại quay đầu đối phó với anh, đến lúc đó muốn khóc cũng không khóc nổi. Sau khi nghĩ rõ điểm này, Dương Bách Xuyên trực tiếp bao phủ linh thức lên ba người kia, trầm giọng nói, tôi có thể tha cho ba người. Cũng có thể cho các người một cơ duyên lớn nhưng không thể hoàn toàn tin tưởng mấy người. Vì vậy tôi cần sử dụng một loại cấm thuật lên ba người để phòng vạn nhất, ba người có bằng lòng không? Đám Kiều Phúc đứng dưới uy quyền của Dương Bách Xuyên, sao dám nói một chữ không? Ức hiếp người thế, như này thì khác gì gác dao lên cổ người ta rồi hỏi có sợ không chứ? Ba người kia nào dám nói một câu không đồng ý đây? Dưới uy áp mạnh mẽ của anh, Kiều Phúc và hai chị em Ngô Mặc Hạ, Ngô Mặc Thu vội vàng gật đầu nói bằng lòng. Tốt, tiếp theo mọi người không cần phản kháng. Nói xong, Dương Bách Xuyên dựa theo pháp quyết cấm thuật sư phụ truyền thụ cho mình, niệm chú chia linh thức của bản thân ra làm ba đạo, tách ra chui vào mi tâm của ba người. Khi mật chú hoàn thành, cả ba người đều hơi chấn động. Mà Dương Bách Xuyên cũng cảm ứng được, trong lúc vô hình anh đã có liên hệ với bọn họ. Đúng như sư phụ nói, chỉ cần một ý nghĩ trong đầu là có thể khiến cả ba hồn phi phách tán. Ấn ký linh thức đã khắc vào trong biển ý thức của ba người. Cấm thuật linh thức, đúng là bá đạo, ha ha, xem như mình đã học được thuật pháp thứ hai, cái thứ nhất ly hỏa quyết đã thuần thục. Anh lẩm bẩm trong lòng. Đang lúc này, ba người quỳ gối trên mặt đất cũng mở hai mắt ra, sắc mặt có chút khác lạ. Biểu cảm Kiều Phúc xoay chuyển một phen. Cuối cùng dẫn đầu nói, Kiều Phúc ra mắt chủ nhân. Không chỉ người thi triển mà người bị làm phép cũng có thể nhận ra sự bá đạo của cấm thuật linh thức, ba người Kiều Phúc ngay lập tức đã biết Dương Bách Xuyên chỉ cần một suy nghĩ đã có thể lấy mạng nhỏ của bọn họ, hiện tại xét từ một góc độ nào đó, bọn họ đã là nô bộc của anh. Vì vậy dứt khoát ra mắt chủ nhân thôi. Ra mắt chủ nhân, hai chị em họ Ngô cũng hành lễ theo. Được rồi, đứng lên đi, mọi người yên tâm. Tôi sẽ không làm gì mọi người. Chỉ cần không phản bội, cấm thuật ấy vĩnh viễn không có tác dụng với mọi người, hiện tại tôi muốn truyền thụ phương pháp tu luyện cho ba người. Ba người đã sống hơn 800 năm, chắc hẳn ít nhiều gì cũng biết đến tu đạo nhỉ. Dương Bách Xuyên hỏi. Kiều Phúc gật đầu, thưa chủ nhân, đúng là chúng tôi có biết một chút nhưng không hiểu phương pháp tu đạo. Ha ha, không hiểu là đúng rồi. Nếu đã hiểu thì hôm nay không phải tôi khống chế ba người mà là ba người giết chết tôi. Được rồi, cẩn thận nghe rõ, phải thuộc lòng không sót một chữ, phương pháp tu đạo tôi truyền thụ cho mọi người là công pháp vô thượng thích hợp cho linh thể tu luyện, tên gọi Phong Đô Quyết. Sau đó Dương Bách Xuyên lần lượt giảng Phong Đô Quyết cho đám Kiều Phúc, ba người bọn họ nhớ kỹ toàn bộ không sót một chữ. Anh còn nói, nếu không có mệnh lệnh của tôi, công pháp này tuyệt đối không được truyền ra bên ngoài dù chỉ một chữ, nếu như dám truyền ra, tôi sẽ khiến mấy người hồn phi phách tán. Anh nói vô cùng nghiêm khắc, ba người kia bị dọa đến run rẩy, liên tục nói không dám. Vậy trước tiên cứ như vậy đi, mấy ngày nay ba người tu luyện ở nơi này. Tôi sắp mua lại căn biệt thự này,
về sau các người liền chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn của biệt thự, cố gắng tu luyện phong đô quyết. Đạt được thành tựu thì sẽ có thể phá giải hạn chế 100 mét nơi này, về phần sau này có thể đi xa đến đây phải xem tạo hóa của mỗi người. Cảm tạ chủ nhân, chúng tôi sẽ siêng năng tu luyện, giúp giải ưu cho chủ nhân. Có tiền đồ đấy, ha ha. Dương Bách Xuyên vô cùng hài lòng với câu trả lời của đám kiều phúc. Rời khỏi hầm rượu, Dương Bách Xuyên đến sảnh chính vận chuyển công pháp thử nghiệm, anh phát hiện anh có thể hấp thu ma khí nơi này, dưới sự vận chuyển của càn khôn tạo hóa quyết nhẹ nhàng luyện hóa thành chân khí tinh khiết. Phát hiện này khiến anh vô cùng mừng rỡ trong lòng. Chẳng qua ngay lúc này, sư phụ Vân Thiên Tà lại nói, mặc dù có thể hấp thu, nhưng cứ thế mãi vẫn tạo thành ảnh hưởng đến tu vi của con. Bởi vì ma khí quá cuồng bạo, cộng với thuộc tính âm hàn sẽ không có lợi với tâm con, cách tốt nhất là bày trận pháp tụ linh. Như thế chẳng những có thể tiêu trừ khí âm cuồng bạo trong ma khí mà còn tụ tập linh khí lại một chỗ, hình thành đạo tràng tu luyện dày đặc linh khí. Nếu không chỉ có một mình con có thể ở lại nơi này, người bình thường vào ở sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Sư phụ, người nói thẳng cách bày trận pháp tụ linh thế nào luôn được không? Dương Bách Xuyên trợn trắng mắt. Thật ra rất đơn giản, bày trận pháp cần linh thạch, ta nhớ lần trước con nhận được 3 khối linh thạch tư không nguyên để lại, một viên đã bị bình càn khôn hấp thu, còn thừa lại 2 viên nhỉ. Đúng vậy, còn 2 viên, có điều đấy là con để dành để trùng kích trúc cơ kỳ. Dương Bách Xuyên nói. 2 viên vẫn chưa đủ, cần phải lấy 3 viên, con nghĩ cách tìm đủ 3 viên linh thạch là có thể bày trận pháp tụ linh. Ặc, lão già đáng chết, người hồ đồ rồi hả? Nơi này là trái đất, linh khí mỏng manh vô cùng, càng đừng nhắc đến linh thạch, còn không biết có tồn tại hay không chứ đừng nói bao nhiêu, không có cách khác à? Dương Bách Xuyên im lặng hỏi. Đương nhiên là có, chẳng qua tu vi con phế quá, linh thạch là lựa chọn duy nhất. Cách thứ hai là tu vi cường đại cưỡng ép bày trận pháp tụ linh, cần trúc cơ kỳ trở lên, con đừng suy nghĩ nhiều. Ta nói này, thằng nhóc thúi con suy động não chút được không? Thế giới này đã xuất hiện tu chân giả để lại linh thạch như tư không nguyên, lẽ nào không có người khác? Hơn nữa cũng không phải bắt buộc là linh thạch, chỉ cần con có thể tìm được thiên tài địa bảo chứa linh khí khổng lồ cũng có thể thay thế bày trận. Hơi có lý đấy, được, con quay về sẽ nghĩ cách đi tìm, dù sao hiện tại trên người có 6 tỷ không biết nên xài thế nào, vừa khéo lấy ra tìm linh thạch, nói không chừng thật sự tìm được. Hai thầy trò vừa trò chuyện trong đầu vừa bước ra khỏi tầng hầm. Về phần Kiều Phúc và hai chị em họ Ngô vẫn ở lại hầm rượu, bọn họ đã có công pháp tu đạo, cộng thêm linh khí dưới hầm rượu, tin chắc rằng có thể nhanh chóng vào cửa, trở thành quỷ tu giả. Dương Bách Xuyên nán lại bên dưới tầm nửa tiếng đồng hồ, Độc Cô Vô Tình và Đường Song Song chờ bên ngoài đến sốt ruột. Cô còn định chạy xuống dưới xem thử, có phải anh đã gặp tai nạn gì không? Cũng may Dương Bách Xuyên an toàn đi ra, ngay lập tức khiến hai người thở phào nhẹ nhõm. Tổng thể mà nói Dương Bách Xuyên rất hài lòng với căn biệt thự này, về phần chuyện ma quái, ha ha, 3 tên quỷ hồ thời Bắc Tống đã bị anh thu phục, vấn đề lớn nhất đã giải quyết xong. Ngày sau chỉ cần tìm được linh thạch hoặc vật thay thế, bày trận pháp tụ linh liền hoàn mỹ. Đường Song Song nhìn Dương Bách Xuyên bước ra, mở miệng hỏi, anh Dương, anh cảm thấy thế nào? Quản lý chúng tôi đã hẹn chủ căn biệt thự này đến văn phòng chờ anh. Tôi rất hài lòng. Đi thôi, chúng ta quay về công ty mấy người bàn chuyện. Dương Bách Xuyên cười nói. Những lời này lọt vào tai Đường Song Song nổ vang như pháo hoa, nếu Dương Bách Xuyên mua căn biệt thự này, nghĩ đến khoản tiền hoa hồng nhận được khiến cô ấy không nhịn được run lên, là kích động đến mức run rẩy. Thế nhưng nghĩ đến chuyện ma quái trong biệt thự, Đường Song Song lại lo lắng nói, anh Dương. Anh không sợ chuyện ma quái à? Có lẽ bây giờ đang ban ngày ban mặt nên không thấy. Lỡ như ban đêm thật sự có chuyện ma quái thì làm thế nào? Cô ấy thật lòng lo lắng cho Dương Bách Xuyên, dù sao vẫn là cô gái nhỏ hiền lành, có lòng tốt. Dương Bách Xuyên nhìn ra được sự quan tâm của Đường Song Song, biết phần trăm hoa hồng hơn 100 vạn này có thể thay đổi số mạng của cô ấy nhưng đối phương vẫn thành thật nói ra những lời này, đúng là người tốt. Anh cười ha ha nói, yên tâm đi, tôi không sợ quỷ, nếu thật sự có quỷ. Nam quỷ thì tôi cho làm quản gia biệt thự, nữ quỷ thì làm bảo mẫu quét dọn vệ sinh, quỷ nhỏ thì làm hầu gái bưng trà rót nước hầu hạ tôi, ha ha ha.
Lời này giống như chỉ là nói đùa nhưng thật ra trong lòng anh nghĩ như vậy đấy. Thế nhưng Đường Song Song nghe xong lại bó tay với anh, cô ấy chưa từng nhìn thấy người nào lạc quan hơn Dương Bách Xuyên, còn nói gì mà quản gia, bảo mẫu, hầu gái. Nếu thật sự có nhiều quỷ như vậy tồn tại, sợ rằng đối phương đã bị hù dọa đến nhập viện rồi. Sau đó mấy người quay về văn phòng môi giới bất động sản Cảnh Viên, đúng như Đường Song Song nói, chủ căn biệt thự đang muốn bán gấp, vừa nghe có người mua thì chỉ ước gì Dương Bách Xuyên làm thủ tục sang tên ngay hôm đó luôn. 120 triệu nhân dân tệ, đúng là rất rẻ, Dương Bách Xuyên thấy mình nhặt được của hời nên không trả giá. Chủ căn biệt thự cũng sảng khoái, chuẩn bị tốt tất cả tư liệu, làm thủ tục sang tên, chi phí thủ tục đều tự gánh chịu. Lúc chiều, căn biệt thự ma quái đã thuộc về Dương Bách Xuyên trên danh nghĩa. Thấy thời gian đã không còn sớm, anh liền dẫn Độc Cô Vô Tình đi ăn cơm, ăn xong một bữa cơm, công ty sửa chữa gọi tới xe đã sửa xong, anh vội vàng đi tới lái xe về, lúc về đến nhà đã 8 giờ tối. Dương Bách Xuyên lấy chìa khóa chuẩn bị mở cửa, lại phát hiện cửa phòng không khóa. Lòng Dương Bách Xuyên căng thẳng, anh có làm chìa khóa dự phòng nhưng chưa đưa cho người nào, như vậy chứng tỏ có trộm vào nhà. Anh vội vàng đi vào nhìn, phòng khách rất sạch sẽ, không giống như có trộm. Anh lại chạy vào phòng ngủ, mở tủ quần áo, lục lọi dưới đáy tủ một trận, lấy ra một thanh kiếm, đúng là thanh Đồ Long kiếm lấy được ở dưới đáy hồ chứa xương giao long lần trước. Lúc trước anh định thu Đồ Long kiếm vào bình càn khôn rồi nhưng lại không thu vào, sư phụ còn nói thanh kiếm này không bình thường, anh cất cho kỹ, lúc quay về nhà tổ thì mang đến cố đô, vì thế nên vẫn luôn để trong tủ quần áo không động tới. Anh đã có thần khí bình càn khôn, những thứ đáng giá trong nhà đều bỏ vào trong không gian bình càn khôn, chỉ có chuôi Đồ Long kiếm này là không thu vào, đành giấu trong tủ quần áo. Bây giờ thấy Đồ Long kiếm vẫn còn, Dương Bách Xuyên yên tâm, tiện tay cầm theo ra khỏi phòng ngủ. Lúc này Độc Cô Vô Tình đang đứng ngoài phòng khách đột nhiên nói, tiên sinh, thú cưng của cậu bị người ta bắt đi. Cả người Dương Bách Xuyên chấn động, thấy Độc Cô Vô Tình đang cầm một tờ giấy trong tay nói chuyện với anh. Anh nhận lấy tờ giấy nhìn lướt qua, chỉ thấy trên đó viết, Dương Bách Xuyên, muốn thú cưng của mày an toàn, giờ tí đêm nay đến đỉnh Lạc Vân tại Hoa Sơn, trễ giờ thì đừng trách tao ăn óc khỉ. Phía dưới không đề tên người viết, chỉ vẽ một hoa văn, là một đầu lâu, phía trên mọc một đóa hoa hồng đỏ như máu. Nhìn thấy ký hiệu này, Dương Bách Xuyên lập tức hiểu rõ là người của tổ chức sát thủ Xương Hoa. Có lẽ bọn chúng đến đây tìm anh, đáng tiếc hôm nay anh đi ra ngoài xem nhà, thế nhưng Hầu Đậu Đậu và Chồn Hương Hương lại ở nhà, hẳn là bọn chúng đã bắt Hầu Đậu Đậu đi. Bởi vì câu cuối cùng phía trên nói giờ tí đêm nay anh không xuất hiện sẽ ăn óc khỉ. Về phần con chồn, không biết có phải cũng bị bắt hay chạy thoát rồi không? Sắc mặt Dương Bách Xuyên vô cùng xấu xí, để tay lên miệng huýt sáo. Huýt! Chi chi! Một giây sau, Chồn Hương Hương lên tiếng đáp lại, đồng thời chui ra từ dưới sofa. Quả nhiên, không khác suy đoán của anh lắm, Chồn Hương Hương trốn thoát, người Xương Hoa liền bắt Hầu Đậu Đậu đi. Chi, chi! Con Chồn Hương Hương vừa ra liền sốt ruột gầm rú với Dương Bách Xuyên, không cần hỏi cũng biết nó đang nói có người bắt Hầu Đậu Đậu đi rồi. Vốn dĩ hôm nay anh định dẫn hai linh thú theo nhưng ngại Hầu Đậu Đậu nghịch ngợm quậy phá, nhốt vào bình càn khôn thì lại sợ chúng buồn bực nên mới để lại trong nhà, không ngờ lại bị người tổ chức sát thủ Xương Hoa bắt mất. Nắm tay Dương Bách Xuyên siết chặt, kêu lên răng rắc. Xương Hoa khinh người quá đáng. Anh cầm theo Đồ Long kiếm, muốn ra cửa. Nhưng Độc Cô Vô Tình lại mở miệng nói, tiên sinh, không được, vì một con thú cưng mà mạo hiểm tính mạng rất không đáng. Rõ ràng đối phương có chuẩn bị, cậu đến đó chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới, tổ chức sát thủ Xương Hoa là tổ chức quốc tế, ở Hoa Hạ có rất nhiều phân cục. Trụ sở chính không nằm ở đây nhưng thế lực của nó rất hùng mạnh, tất cả thành viên đều là cổ võ giả, không thiếu cao thủ. Được rồi, cô đừng nói nữa, tôi hiểu, thế nhưng tôi phải đi cứu Hầu Đậu Đậu. Dương Bách Xuyên ngắt lời Độc Cô Vô Tình. Bởi vì chỉ có anh biết rõ Hầu Đậu Đậu không phải thú cưng bình thường mà là linh thú hậu duệ của Lục Nhĩ Mi Hầu, dị chủng thời Hồng Hoang. Hiện tại nó đã mở linh trí, tiền đề tương lai không thể giới hạn, có lẽ khắp trái đất chỉ có một hậu duệ như vậy thôi, có một không hai, ngay cả sư phụ cũng nghiêm túc nói huyết mạch của Hầu Đậu Đậu rất hiếm thấy.
Anh không giải thích nhiều với Độc Cô Vô Tình, cầm đồ long kiếm, dẫn theo Chồn Hương Hương, vừa đi vừa nói, hiện tại tôi muốn cô thực hiện điều kiện thứ nhất, đó là đi theo cứu thú cưng của tôi. Sau khi nói xong, Dương Bách Xuyên không để ý tới Độc Cô Vô Tình nữa, anh tin tưởng cô sẽ đi theo. Ngoài ra đối phương ước định là giờ Tí, cũng chính là 11 giờ đêm, hiện tại đã 8 giờ, tính toán chỉ còn 3 tiếng hồng hồ nữa thôi. Đặc biệt lại ước hẹn ở Hoa Sơn, từ Cố Đô đến Hoa Sơn đúng 3 tiếng, Dương Bách Xuyên cảm thấy chắc anh phải phóng nhanh vượt đèn đỏ mới có thể đến kịp. Anh kiên quyết không thể từ bỏ Hầu Đậu Đậu. Mặc dù bản thân bây giờ đối mặt cổ võ giả ám kình tầng 6 trở lên không hề nắm chắc. Thế nhưng liều mạng, cộng với đồ long kiếm trong tay, chân nguyên ly hỏa và thuật ngũ hành dẫn thể, có thể liều một phen. Nếu như bên cạnh còn có thêm cao thủ ám kình tầng 8 Độc Cô Vô Tình trợ giúp, hai người bọn họ chung sức, chỉ cần không đụng đến ám kình tầng 9 cũng không phải không có sức đánh một trận. Dương Bách Xuyên thật sự bị tổ chức sát thủ Xương Hoa chọc giận. Bọn họ bắt cóc Hầu Đậu Đậu đã chạm đến ranh giới cuối cùng trong lòng anh. Tuy rằng trên danh nghĩa Hầu Đậu Đậu chỉ là thú cưng của anh, nhìn qua thì có vẻ như Dương Bách Xuyên không chào đón nó lắm, thích con chồn kia hơn, nhưng thật ra trong lòng anh, Hầu Đậu Đậu cũng quan trọng như Hương Hương, anh lo lắng quan tâm cả hai như nhau. Lần này bọn họ tới nhà bắt đi Hầu Đậu Đậu, lần sau có thể tới bắt người nhà bạn bè của anh không? Dưới cái nhìn của Dương Bách Xuyên, chắc chắn bọn họ sẽ. Vì vậy ngay tại giây phút này, trong lòng anh trào dâng sát ý ngút trời, suy nghĩ diệt trừ tổ chức sát thủ Xương Hoa chưa bao giờ mãnh liệt như lúc này. Sau khi xuống lầu, ngồi vào xe, quả nhiên Độc Cô Vô Tình vẫn đi theo. Dương Bách Xuyên gật đầu với cô, trong lòng rất vui mừng, dù sao có một cổ võ giả như vậy bên cạnh, anh yên tâm hơn rất nhiều, chỉ cần đối phương không tung ra quá nhiều cao thủ thì không phải không có cách nào. Trong lòng anh lo lắng Hầu Đậu Đậu, cũng không có tâm trạng tươi cười trò chuyện với Độc Cô Vô Tình, sau khi khởi động xe thì chỉ nhắc một câu, thắt chặt dây an toàn, ngồi vững. Dứt lời, Dương Bách Xuyên tập trung toàn bộ tinh thần, đạp chân ga, chiếc xe gầm thét lao ra ngoài. Bởi vì lo sợ không kịp thời gian, dọc đường anh hoàn toàn không thèm nhìn đèn xanh hay đèn đỏ, sợ rằng lần này phải tùy hứng một phen, chỉ cần đảm bảo không tông xe không đụng trúng người khác là được, cố gắng lái nhanh nhất có thể. Chưa đến 20 phút, xe đã rời khỏi trung tâm thành phố, chạy về phía Hoa Sơn, vừa lên đường cao tốc, tốc độ xe không hề xuống dưới 80. Hoa Sơn còn có tên là núi Thái Hoa, đông giáp Cố Đô, nam nối Tần Lĩnh, bắc nối Hoàng Vĩ, từ xưa đến nay được xưng là ngọn núi nguy hiểm nhất thế giới, là cảnh quan cấp độ A. Hoa Sơn là ngọn núi linh thiêng của đất nước Trung Quốc, theo tài liệu nghiên cứu của Thái Viêm Hoa. Một bậc thầy về Trung Quốc học thời nhà Thanh và các học giả của các triều đại trước đây, ban đầu đất nước Trung Quốc hình thành tại phạm vi chính là Hoa Sơn ngày nay, tổ tiên đặt tên vùng đất mình sinh sống chỉ một chữ Hoa. Con cháu đời sau mở rộng lãnh thổ khắp Cửu Châu, tên Hoa mới bắt đầu vang danh khắp thiên hạ. Từ Hoa trong Hoa Hạ, tên gọi cũ của Trung Quốc bắt nguồn từ Hoa Sơn, vì vậy nơi này được xem như gốc rễ của Trung Quốc. Ngoài ra Hoa Sơn còn là thánh địa của giáo phái Toàn Chân. Là động thiên thứ tư cũng là tín ngưỡng phổ biến nhất trong dân gian Trung Quốc, tổng cộng gồm 72 hang động lơ lửa giữa trời và hơn 20 ngôi đền đạo giáo. Hoa Sơn còn được biết đến với cái tên Tây Nhạc, đi đôi với Đông Nhạc Thái Sơn. Cái tên này được nhìn thấy lần đầu tiên trong cuốn Nhĩ Nhã Thích Địa, nghe nói do vua Bình di chuyển về phía đông, Hoa Sơn nằm ở phía tây vương quốc Đông Chu nên được gọi là Tây Nhạc. Sau này Tần Thủy Hoàng lập nước đặt kinh đô tại Hàm Dương, nhà Tây Hán lại đặt ở Trường An. Đều nằm ở phía tây Hoa Sơn nên nơi này không còn được gọi là Tây Nhạc nữa. Mãi cho đến khi nhà Đông Hán thành lập, Hoa Sơn lấy lại tên Tây Nhạc và vẫn được sử dụng cho đến ngày nay. Tóm lại, Hoa Sơn có lịch sử lâu đời, tiếp nối dãy Tần Lĩnh, sau khi vào núi có thể nói như bước vào thế giới của rừng rậm nguyên sinh. Tổ chức sát thủ Xương Hoa hẹn gặp Dương Bách Xuyên ở đỉnh Lạc Vân. Đỉnh Lạc Vân chỉ là một trong những ngọn núi nhỏ tại Hoa Sơn. Không được liệt vào những địa điểm du lịch nổi tiếng, đối phương hẹn gặp mặt tại đây, xem ra cũng không muốn gây chú ý. Dương Bách Xuyên lái xe như vũ bão, khiến sắc mặt Độc Cô Vô Tình ngồi kế bên anh tái nhợt, không biết là do cô say xe hay bị hù dọa, dù sao Dương Bách Xuyên cũng không có tâm trạng quan tâm đối phương. Trong lòng Độc Cô Vô Tình cũng đang chửi mắng anh là tên điên, ngồi ở phía trước nhìn anh len lách vượt qua từng chiếc xe thật sự có chút hãi hùng khiếp vía.
Chẳng qua nếu đã đồng ý ba chuyện với Dương Bách Xuyên, cô sẽ giữ vững hứa hẹn, cũng biết đêm nay nhất định sẽ một trận đấu ác liệt. Độc Cô Vô Tình hiểu rất rõ về Sương Hoa, tổ chức này thần bí khổng lồ, thế lực trải rộng toàn thế giới, ở Hoa Hạ chỉ là chi nhánh, cũng không biết Dương Bách Xuyên làm sao lại trêu chọc phải bọn họ. 2 giờ sau, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng đến dưới chân Hoa Sơn, sau khi xuống xe anh và Độc Cô Vô Tình đi thẳng lên đỉnh Lạc Vân. Đi đường hơn nửa tiếng, ước chừng 50 dặm là lên tới đỉnh Lạc Vân. Tính thời gian, không nhiều không ít vừa vặn đến giờ Tí. Trăng sáng đã nhô lên cao, núi lớn về đêm vô cùng yên tĩnh. Toàn bộ đỉnh Lạc Vân cũng rất lớn, hai người đi tới một đài quan sát giữa sườn núi thì dừng lại, không tiếp tục đi về phía trước. Nhìn bốn phía yên tĩnh, Dương Bách Xuyên dùng tới chân khí nói lớn, tôi là Dương Bách Xuyên, đến đây theo hẹn. Anh tin tưởng, nếu như đối phương có thể vào nhà bắt đi Hầu Đậu Đậu rồi giao hẹn ở đây thì sẽ xuất hiện. Quả nhiên anh vừa dứt lời, sau lưng lập tức vang lên một giọng nói mạnh mẽ vang dội. Không nghĩ tới thằng nhóc cậu lại dám đến đây, xem ra con khỉ này rất quan trọng với cậu. Dương Bách Xuyên bất ngờ quay người, trong lòng thầm ngạc nhiên, cao thủ ám kình tầng 8. Hơn 10 mét sau lưng anh là một người đàn ông trung niên chừng 40 tuổi, mặc một bộ trang phục thời đường màu trắng, tóc dài cột sau đầu, nhìn qua rất nho nhã. Dương Bách Xuyên cảm nhận khí thế người này tương tự với Độc Cô Vô Tình nên anh cho rằng anh ta cũng là cao thủ ám kình tầng 8. Lúc này, bên cạnh người đàn ông trung niên còn có một người quen cũ. Chính là Mạc Đông Thiên bị một kiếm của Độc Cô Vô Tình chém gãy tay. Cánh tay ông ta vẫn đang băng bó, tay kia nắm một con khỉ im lặng không nhúc nhích, đúng là Hầu Đậu Đậu. Ánh mắt Dương Bách Xuyên đỏ bừng, không biết có phải Hầu Đậu Đậu đã bị ông ta giết chết rồi không? Khỉ của tôi như thế nào rồi? Anh nhìn Mạc Đông Thiên và người đàn ông trung niên, kìm nén lửa giận bình tĩnh hỏi. Người đàn ông trung niên không trả lời Dương Bách Xuyên, ngược lại liếc mắt sang Độc Cô Vô Tình. Chậm rãi mở miệng, Độc Cô Vô Tình, hôm nay cô muốn xen vào chuyện giữa Trần Bách Vạn tôi và Dương Bách Xuyên đúng không, chẳng lẽ cô muốn trở thành kẻ địch của Sương Hoa? Độc Cô Vô Tình rút nhuyễn kiếm bên hông nắm trong tay, nhìn anh ta nói, không nghĩ tới đường chủ khu Tây Bắc Trần Bách Vạn lại tự mình tới đây, thất lễ rồi. Chẳng qua tôi thiếu nợ nhân tình của anh Dương, chuyện hôm nay không thể lùi bước. Nếu như có thể, tôi bằng lòng làm người giải hòa. Hy vọng ngài Trần và ngài Dương buông tha hiềm khích lúc trước, không biết hai người nghĩ sao. Độc Cô Vô Tình chưa từng gặp qua đường chủ phân khu Tây Bắc Trần Bách Vạn của tổ chức sát thủ Sương Hoa nhưng không có nghĩa là cô không biết anh ta. Giới cổ võ này, nói lớn thì không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, chỉ cần là người có chút danh tiếng thì ai cũng biết, ít nhất đã từng nghe qua. Trần Bách Vạn híp mắt lại, tất nhiên anh ta cũng không xa lạ gì nhân vật lãnh tụ như Độc Cô Vô Tình. Hơn nữa đêm qua anh ta phái Mạc Đông Thiên đi gặp Dương Bách Xuyên, nửa đường lại bị một kiếm của Độc Cô Vô Tình chặt đứt cánh tay. Dựa theo lời của Mạc Đông Thiên thì kiếm đạo của Độc Cô Vô Tình đã đạt đến cảnh giới ông ta không thể giải thích vì sao. Cho nên Trần Bách Vạn khá kiêng dè Độc Cô Vô Tình, càng thêm kiêng kỵ thế gia kiếm đạo Độc Cô, nếu như có thể không cần đối đầu với đối phương thì khỏe hơn rất nhiều. Đêm nay, anh ta chỉ muốn mạng của Dương Bách Xuyên. Bởi vì Dương Bách Xuyên giết chết em trai anh ta Trần Bách Thiên, đồng thời cũng là nhân vật được ông chủ lớn phía sau treo thưởng cao. Hơn nữa sóng gió đan chú nhan cũng làm Trần Bách Vạn đứng ngồi không yên, giá trị con người Dương Bách Xuyên hiện tại rất cao. Anh ta muốn cướp đoạt cách điều chế đan tiểu bồi nguyên và đan chú nhan từ trên người Dương Bách Xuyên, sau đó giết chết anh, báo thù cho em trai Trần Bách Thiên cũng như cho ông chủ sau lưng một câu trả lời. Vốn dĩ hôm nay anh ta định giết tới nhà. Kết quả lại trong nhà không có ai chỉ thấy một con khỉ rất có linh tính. Thế nên anh ta dùng nó thử ước hẹn với Dương Bách Xuyên, không nghĩ anh thật sự đến đây. Có điều, Trần Bách Vạn chào hỏi với Độc Cô Vô Tình chỉ vì anh ta không muốn xung đột với nhà Độc Cô ở Ba Thục mà thôi, không có nghĩa là ông ta sợ. Nghe Độc Cô Vô Tình nói xong, Trần Bách Vạn cười phá lên, mãi một lúc lâu mới dừng lại, hừ một tiếng, Dương Bách Xuyên giết em trai tôi. Độc Cô tiểu thư nghĩ rằng có thể hòa giải được không? Nếu như Độc Cô tiểu thư khăng khăng muốn giúp đỡ cậu ta, vậy cũng đừng trách Trần Bách Vạn tôi vô tình, ra tay. Dứt lời, ngay hiện trường lập tức xuất hiện thêm 3 người, đều được trang bị cả người, che kín mặt. Trong nhận biết của Dương Bách Xuyên,
hai người trong ba người này là ám kình tầng 7, tên còn lại là ám kình tầng 8. Cộng thêm Trần Bách Vạn và Mạc Đông Thiên, tổng cộng hai gã cổ võ giả ám kình tầng 8 và ba gã cổ võ giả ám kình tầng 7. Quả nhiên bọn họ có chuẩn bị mà đến. Trần Bách Vạn ra lệnh, anh ta và một gã áo đen ám kình tầng 8 cộng thêm một gã ám kình tầng 7 đặt mắt lên người Độc Cô Vô Tình, Mạc Đông Thiên và tên còn lại theo dõi Dương Bách Xuyên. Trong lòng Dương Bách Xuyên đắng chát nhưng ở thời điểm này anh biết rõ không được phép run sợ, chỉ có thể liều mạng một lần, đồ long kiếm trong tay vận chuyển chân khí, phát ra từng tiếng rung động mãnh liệt. Một giây sau, Trần Bách Vạn đánh tới. Lúc này, Độc Cô Vô Tình bên cạnh thét lớn, nhảy lên chắn trước mặt Dương Bách Xuyên, đối đầu với Trần Bách Vạn. Trong tay Trần Bách Vạn là một thanh chủy thủ đen kịt, một kích va chạm, tia lửa bắn ra bốn phía. Anh ta lùi về sau hai bước, vẻ mặt đầy khiếp sợ, không nghĩ tới đều là ám kình tầng 8 nhưng Độc Cô Vô Tình lại mạnh mẽ hung hăng như thế. Cùng lúc đó, công kích của gã áo đen ám kình tầng 8 và hai ám kình tầng 7 đều bị nhuyễn kiếm trong tay Độc Cô Vô Tình ngăn lại. Cô lấy một địch bốn, tiên sinh, tìm cơ hội cứu Hầu Đậu Đậu rồi đi trước đi. Trong lúc gấp gáp, giọng Độc Cô Vô Tình truyền đến. Dương Bách Xuyên híp mắt, nhìn Mạc Đông Thiên gãy tay. Bởi vì Hầu Đậu Đậu đang nằm trong tay ông ta. Anh cũng hiểu Độc Cô Vô Tình một mình chống lại bốn cao thủ, chưa tên Mạc Đông Thiên đứt một tay tu vi chỉ có ám kình tầng 7 cho mình là vì ông ta có thực lực yếu nhất ở đây. Nếu như hôm nay anh vẫn chịu thiệt trong tay Mạc Đông Thiên thì nhảy thẳng xuống đỉnh Lạc Vân tự tử đi cho rồi. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó chịu, Dương Bách Xuyên đặc biệt không thích được phụ nữ bảo vệ. Thế nhưng hết lần này tới lần khác anh không có biện pháp khác, ai bảo thực lực anh không đủ. Nhìn thấy Độc Cô Vô Tình lấy một địch bốn, trong lòng Dương Bách Xuyên rất kính nể người phụ nữ này, thực lực cô mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng anh. Nhất là lúc này, nhuyễn kiếm trong tay cô giống như có linh tính, bóng kiếm chớp lóe trong tầm mắt, tuy cố hết sức nhưng vẫn kiềm chế được bốn người Trần Bách Vạn. Dương Bách Xuyên biết rõ Độc Cô Vô Tình mạnh, nhưng anh không biết cô có thể chống cự được bao lâu đây. Anh không dám lề mề, bước ra một bước đánh về phía Mạc Đông Thiên. Về phần Mạc Đông Thiên, nhìn thấy Dương Bách Xuyên lao về phía mình chỉ cười khẩy, trong mắt ông ta, Dương Bách Xuyên chỉ là kiến hôi ám kình tầng 3 mà thôi. Đừng nhìn ông ta gãy một cánh tay, thế nhưng nội lực vẫn còn, thủ đoạn vẫn còn, đối phó Dương Bách Xuyên bằng một tay là đủ rồi. Mạc Đông Thiên vứt Hầu Đậu Đậu không rõ sống chết sang một bên, trở tay rút ra một thanh đao dài từ phía sau lưng. Dưới chân đạp một cái, chém một đao về phía Dương Bách Xuyên. Keng! Đao kiếm của hai người va chạm nhau. Một kích toàn lực của Dương Bách Xuyên so với Mạc Đông Thiên hùng hậu nội lực, cuối cùng anh vẫn lùi lại một bước, chẳng qua không bị thương. Ngược lại sau một kích, khóe miệng anh lại nhiễm ý cười, hài lòng nhìn thoáng qua đồ long kiếm trong tay. Bởi vì đồ long kiếm sắc bén vượt quá dự đoán của anh, liều mạng va chạm với Mạc Đông Thiên. Tuy anh bị nội lực thâm hậu của đối phương đẩy lùi một bước nhưng một kích này đã chém trường đao trong tay Mạc Đông Thiên thành hai đoạn. Kinh hãi nhất chính là Mạc Đông Thiên, ông ta ngơ ngác trường đao bị Dương Bách Xuyên chém đứt, trong lòng cuộn sóng, sau khi lấy lại phản ứng thì mừng rỡ như điên. Hiện tại Mạc Đông Thiên vẫn không rõ, thanh kiếm đen kịt trong tay Dương Bách Xuyên là một thanh thần binh lợi khí đúng không? Trường đao Mạc Đông Thiên sử dụng tiêu phí một khoản tiền rất lớn dùng tinh cương đặc biệt chế tạo thành đấy, đem đi chém sắt thép bình thường như cắt đậu hũ. Không nghĩ tới cổ kiếm trong tay Dương Bách Xuyên lại có thể chém nứt cả trường đao luyện từ tinh cương của mình. Mạc Đông Thiên lấy lại tinh thần, không chỉ không sợ hãi, ngược lại trong lòng còn nổi lên tham lam, ánh mắt nhìn cổ kiếm của Dương Bách Xuyên nóng hổi, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, cướp đoạt cổ kiếm của Dương Bách Xuyên. Tham lam vĩnh viễn là ma quỷ tà ác nhất trong lòng con người, điên cuồng sinh trưởng trong lúc vô tình mãi cho đến khi hủy diệt một người. Ngay lúc này, Mạc Đông Thiên không thể kìm nén tham vọng, ánh mắt đỏ chót, chỉ có một từ duy nhất, cướp đoạt. Sau khi Dương Bách Xuyên nhìn thấy biểu cảm của Mạc Đông Thiên thì chờ khẽ, đối phương nổi lòng tham thì anh sẽ lợi dụng được kẽ hở. Linh thức mở ra, bao phủ phạm vi 3 mét quanh người, tất cả đều có phản ứng trong đầu anh. Dương Bách Xuyên tiến lên trước một bước, chém ra một kiếm rời non lấp bể như muốn trẻ đôi hoa sơn. Trong mắt Mạc Đông Thiên anh chẳng khác gì tự tìm đường chết, ông ta cười khẩy, nắm chặt thanh đao chỉ còn một nửa, nghênh đón.
Lần này Mạc Đông Thiên không cứng rắn va chạm với cổ kiếm của Dương Bách Xuyên, ông ta biết rõ độ sắc bén của nó, va chạm chỉ có nước ăn thiệt thòi. Ông ta dựa vào thân pháp linh hoạt thoải mái tránh một kiếm của Dương Bách Xuyên, ngay sau đó vung đao bất ngờ chém về phía cổ tay cầm kiếm của Dương Bách Xuyên. Lúc này Dương Bách Xuyên chỉ có hai lựa chọn, một là quăng kiếm, hai là chấp nhận đứt cổ tay. Như vậy, Mạc Đông Thiên nghĩ anh ta có thể cướp lấy cổ kiếm của Dương Bách Xuyên. Kết quả rất thuận lợi, quả nhiên Dương Bách Xuyên chọn quăng kiếm. Mạc Đông Thiên mừng như điên, ngay khoảnh khắc Dương Bách Xuyên thả cổ kiếm thu tay lại, ông ta nắm chặt thanh kiếm đang rơi xuống trong tay, thuận tiện cất trường đao đã gãy làm đôi đi. Mạc Đông Thiên cướp được đồ long kiếm, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Tuy nhiên Dương Bách Xuyên còn vui mừng hơn ông ta. Thật sự cho rằng đồ long kiếm dễ cướp như vậy à? Nực cười. Ngay lúc Mạc Đông Thiên cầm chặt đồ long kiếm, một chưởng của Dương Bách Xuyên cũng đánh trúng bụng đối phương. Để tránh bị Mạc Đông Thiên phát hiện mà một chưởng này anh không dùng chân khí hay lực lượng nào, hơn nữa đối phương đang chìm trong niềm vui sướng cướp được đồ long kiếm nên buông lỏng cảnh giác, Dương Bách Xuyên thuận lợi vỗ một chưởng vào bụng dưới Mạc Đông Thiên. Hừ ư, bụng dưới trúng một chưởng, Mạc Đông Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, trở tay vung kiếm chém về phía Dương Bách Xuyên. Thế nhưng lại bị Dương Bách Xuyên đã chuẩn bị sẵn nhanh nhẹn né tránh. Mạc Đông Thiên đắc ý cười nói, chỉ là trưởng của một tên ám kình tầng 3 nho nhỏ mà thôi, lão phu đứng im ở đây cho cậu đánh 10 trưởng nhé. Hiện tại trong tay thằng nhóc cậu không có cổ kiếm, nhìn xem cậu chết như thế nào. Biết điều thì giao cách điều chế đan dược trên người ra đây, lão phu cho cậu ít chịu đau khổ, nếu không sẽ đánh gãy tay chân. Đối mặt với Mạc Đông Thiên cầm trường kiếm uy hiếp, Dương Bách Xuyên bỗng nhếch miệng cười nói, lão già đáng chết, thật sự cho rằng kiếm của tôi dễ cướp vậy à? Nói nhảm, a, à, mày đã làm gì tao? Mạc Đông Thiên nói khoác mà không biết ngượng còn chưa dứt lời đã cảm giác được trên người không được bình thường, ngay sau đó bụng dưới truyền đến từng cơn quặn đau, mùi thịt nướng bay ra. Ông ta cúi đầu nhìn, chỉ thấy bụng mình xuất hiện động lửa, cơ thể giống như tờ giấy bị đốt thủng, ngã xuống đất trong tiếng kêu thảm thiết. Biến hóa trên người Mạc Đông Thiên là do Dương Bách Xuyên dùng chân nguyên ly hỏa tập kích. Anh đi qua nhặt đồ long kiếm nhặt, nhìn Mạc Đông Thiên nhanh chóng bị chân nguyên ly hỏa đốt thành cho tàn. Anh lợi dụng lòng tham đồ long kiếm của Mạc Đông Thiên, cố ý lộ ra sở hở để đối phương cướp đoạt đồ long kiếm, khoảnh khắc ông ta thành công thả lỏng cảnh giác, vỗ nhẹ một chưởng chứa sẵn chân nguyên ly hỏa lên bụng dưới Mạc Đông Thiên, đốt rụi cơ thể ông ta. Chân nguyên ly hỏa là pháp thuật chỉ có tu chân giả mới có thể sử dụng, lửa thường không thể so sánh được, chưa tới 10 hơi thở đã lấy mạng già của Mạc Đông Thiên. Ngay lúc Mạc Đông Thiên phát ra tiếng kêu thảm thiết, tại chiến trường cách đó 100 mét, Độc Cô Vô Tình vẫn lấy một địch 4, mặc dù không thua nhưng cũng đã xuất hiện dấu hiệu rơi xuống hạ phong. Trần Bách Vạn nghe thấy tiếng gào của Mạc Đông Thiên, liếc mắt nhìn qua, trong lòng lập tức chấn động. Anh ta chỉ thấy cơ thể Mạc Đông Thiên bắt đầu cháy hừng hực, chớp mắt đã ngã xuống, trong khi đó Dương Bách Xuyên lại yên lành chẳng có chuyện gì. Tuy rằng ngọn lửa trên người Mạc Đông Thiên khá kỳ quặc nhưng việc ông ta táng thân trong biển lửa khiến Trần Bách Vạn cô vùng giận dữ. Phân khu Tây Bắc là anh ta chung tay xây dựng với Mạc Đông Thiên, bây giờ thấy bạn nối khố đã chết khiến lửa giận trong lòng Trần Bách Vạn bốc cao ngút trời. Lúc này dưới tay cũng sinh ra ác ý. Hai ám kình tầng 8 cộng thêm hai ám kình tầng 7, 4 chọi 1, thế mà mới đánh ngang tay với Độc Cô Vô Tình, trận chiến này đúng là uất ức. Trần Bách Vạn không thể hiểu nổi, tại sao đều là ám kình tầng 8 mà Độc Cô Vô Tình lại mạnh như thế. Càng nghĩ càng bế tắc, một tên ám kình tầng 3 nho nhỏ như Dương Bách Xuyên, sao có thể giết chết phó đường chủ Mạc Đông Thiên. Dao găm trong tay tung hết toàn lực, lập tức tạo thành một kẽ hở trong chiêu của Độc Cô Vô Tình. Đúng lúc này, Trần Bách Vạn bỗng nói với gã che mặt ám kình tầng 8 kia, Thiên Giã tiên sinh, bắt Dương Bách Xuyên. Giọng điệu tràn đầy sát khí. Nếu không phải Độc Cô Vô Tình cứ cuốn lấy mình, Trần Bách Vạn đã tự tay đi giết Dương Bách Xuyên rồi. Hiện tại anh ta nảy sinh ác ý chống lại áp lực của cô, khiến gã áo đen có thời gian rảnh đi đối phó với Dương Bách Xuyên. Sau khi Dương Bách Xuyên giết chết Mạc Đông Thiên thì vội vàng đi về phía Hầu Đậu Đậu. Dùng chân khí kiểm tra, anh lập tức vừa hoảng sợ vừa tức giận. Dùng chân khí thăm dò,
anh phát hiện tay chân Hầu Đậu Đậu đều bị người ta cứng rắn bẻ gãy, hơi thở vô cùng yếu ớt. Điều này làm cho lửa giận trong lòng Dương Bách Xuyên dấy lên ngùn ngụt, đúng lúc này, trong tai vang tiếng gào của Độc Cô Vô Tình phía xa xa: tiên sinh cẩn thận. Dương Bách Xuyên thu Hầu Đậu Đậu vào trong bình càn khôn, vừa quay đầu lại đã gã áo đàn ám kình tầng 8 kia đang lao về phía mình. Lúc đối phương cách anh chừng 10 mét, trong bóng tối bỗng nhiên lóe lên tia sáng trắng, ngay lập tức chuyển tới linh thức của anh. Lại là ám khí, một loại ám khí phi tiêu thường gặp trong phim điện ảnh Nhật Bản, bề ngoài giống như những ngôi sao. Đối mặt với ám khí của người mặc đồ đen, cuối cùng linh thức tu chân giả của Dương Bách Xuyên cũng phát huy sức mạnh kinh khủng. Tuy rằng nội lực của anh không thể sánh với cao thủ ám kình tầng 5 trở lên, nhưng đối phương cũng không thể dùng ám khí với anh. Trong linh thức, phi tiêu của người mặc đồ đen phi thẳng vào mặt anh, sau khi vào 3 mét thì bị linh thức của Dương Bách Xuyên phát hiện, quay đầu né đi. Tuy nhiên ngay sau đó, người mặc đồ đen lập tức đến bên cạnh anh, trong tay là một thanh kiếm katana lưỡi dài hẹp của võ sĩ. Trong nháy mắt, Dương Bách Xuyên lập tức nghĩ đến người đảo quốc. Chẳng lẽ người mặc áo đen này là người đảo quốc? Vù! Ngay khi Dương Bách Xuyên đang suy nghĩ, thanh kiếm katana của đối phương chém ngang tới, có vẻ như muốn chém ngang người anh. Có lẽ bởi vì nội lực người mặc áo đen thâm hậu nên thanh kiếm katana trong tay của hắn ta phát ra tiếng vù vù. Sắc mặt Dương Bách Xuyên thay đổi, thực lực cao thủ ám kình tầng 8 khác hẳn với tầng 7. Trong lòng anh hơi bối rối, đối đầu với Mạc Đông Thiên cấp bậc ám kình tầng 7 trong tình huống bị cụt một cánh tay, anh cũng ứng phó rất mệt, thậm chí lợi dụng sự tham lam của Mạc Đông Thiên mới dùng chân nguyên ly hỏa giết chết ông ta. Bây giờ đối mặt với võ cổ giả ám kình tầng 8, trong lòng anh không có chút sức lực nào. Hy vọng duy nhất là có thể dựa vào là kiếm đồ long trong tay, hy vọng kiếm đồ long kiếm có thể nhanh hơn thanh kiếm của đối phương. Sau khi người mặc đồ đen xuất kiếm, Dương Bách Xuyên nhanh chóng dựng thẳng kiếm đồ long chắn trước người. Leng keng. Bụp. Dương Bách Xuyên chỉ cảm thấy nội lực rời núi lấp biển của người mặc đồ đen đập vào người anh, đột nhiên cơ thể quay cuồng, cơ thể anh không tự chủ được mà bay ngược ra ngoài. Cổ họng không nhịn được phun ra một ngụm máu, lập tức bay ngược ra 6-7 thước, rơi mạnh lên mặt đất, cơ thể ngã xuống như vỡ vụn ra thành từng mảnh. Miệng anh chảy máu tươi, bàn tay cầm kiếm cũng vô thức run rẩy. Một đòn này suýt nữa khiến kiếm đồ long trong tay anh rơi ra. Trong lòng Dương Bách Xuyên chua xót đến cùng cực, đối đầu với ám kình tầng 8 đúng là chống đỡ không nổi, anh cảm giác mình tựa như con kiến hôi. Sự ưu việt mình là tu chân giả trước kia đã không còn sót lại chút gì. Quác quác, con lợn này không xong rồi. Lúc này người mặc đồ đen đi tới, cũng không có gấp gáp ra tay với anh, ngược lại còn nói câu châm chọc như thế. Dương Bách Xuyên nghe thấy lời của người mặc đồ đen, chỉ cảm thấy đầu nổ tung, hiện tại anh xác định 100%, người mặc đồ đen trước mặt chắc chắn là người đảo quốc. Phi tiêu ninja trước đó, kiếm katana trong tay. Cộng thêm lời vừa rồi, người này 100% là người đảo quốc, nói không chừng hai người mặc đồ đen đánh nhau với Độc Cô Vô Tình bên kia cũng là người đảo quốc. Nhưng sao tổ chức sát thủ Sương Hoa và Trần Bách Vạn lại cấu kết với người đảo quốc? Tuy rằng người mặc đồ đen che mặt, nhưng Dương Bách Xuyên lại có thể nhìn thấy chính mình từ trong ánh mắt lộ ra của hắn. Mặc dù người mặc đồ đen bịt mặt, nhưng Dương Bách Xuyên có thể nhìn thấy sự khinh thường và tàn bạo trong ánh mắt của người mặc đồ đen với mình. Sao mình lại bị con dân đảo quốc khinh bỉ chứ? Ngọn lửa trong lòng như được đổ thêm xăng, bùng lên gấp mấy lần. Phụt! Dương Bách Xuyên nhìn không được lại phun một ngụm máu, là do bị người đảo quốc trước mắt chọc tức. Anh được xem như xuất thân trong gia đình quân nhân, ông nội và ba đều là quân nhân, cho dù từ nhỏ đã không có họ ở bên cạnh, nhưng bà nội lại biết đảo quốc từng xâm lược Trung Quốc, trong thời gian học đại học là sinh viên khoa lịch sử. Anh chuyên nghiên cứu về tội ác ngập trời của người đảo quốc với dân tộc Trung Quốc. Vậy nên từ trong tận xương tủy, Dương Bách Xuyên không ưa người đảo quốc. Chỉ là anh không ngờ một ngày nào đó sẽ gặp võ cổ giả của nước đảo quốc, hơn nữa còn bị đối phương đánh bại, nhục mạ khinh bỉ. Đối với anh quả thật không thể chịu đựng được, còn khó chịu hơn cả chết. Lúc này, con người Dương Bách Xuyên đầy tơ máu. Anh nhìn người đảo quốc trước mặt. Cầm kiếm đồ long trong tay, hét lên, a! Ngay lập tức xông lên,
biết rõ không địch lại nhưng anh cũng không muốn bị con dân đảo quốc khinh nhục như thế. Độc Cô Vô Tình bên kia nghe thấy tiếng hét của Dương Bách Xuyên, lòng nóng như lửa đốt, nhưng cô bị Trần Bách Vạn cùng hai gã mặc đồ đen ám kình tầng 7 chặn lại, không thể thoát được. Ba người vây quanh cô, không cho cô cơ hội thoát thân. Nhất là Trần Bách Vạn, sau khi để cho người mặc áo đen ám kình tầng 8 kia rời đi đối phó Dương Bách Xuyên, anh ta phát cuồng bắt đầu liều mạng. Thi triển từng thủ đoạn sát thủ, hơn nữa hai gã mặc đồ đen ám kình tầng 7 ở bên cạnh thỉnh thoảng lại phòng ám khí, đúng là khiến cho Độc Cô Vô Tình hơi bị bó tay bó chân. Nhưng sau khi tiếng gầm giận dữ của Dương Bách Xuyên vang lên, trong lòng Độc Cô Vô Tình sốt ruột, Dương Bách Xuyên không thể xảy ra chuyện, độc khí trong cơ thể cô còn phải trông cậy vào Dương Bách Xuyên điều trị. Nếu Dương Bách Xuyên chết thì sau này mặt cô bị biến thành nửa đen nửa trắng mất. Mà lúc này đã chiến đấu 20 phút, hừng đông dần bừng sáng. Mỗi một lần Độc Cô Vô Tình thét lên, cô cảm thấy một luồng khí lạnh truyền khắp cơ thể. Dương Bách Xuyên từng nói châm cứu chỉ có thể áp chế độc khí của cô, mỗi đêm sau đó, độc khí có thể sẽ tái phát, nói cách khác cô vẫn sẽ biến thành mặt nửa đen nửa trắng. Giờ khắc này khí lạnh trong cơ thể xuất hiện, Độc Cô Vô Tình biết độc khí tái phát, trong lòng càng bối rối. Cũng bởi vì hoảng hốt, cộng thêm độc khí trong cơ thể tái phát ít nhiều ảnh hưởng đến sức chiến đấu của cô, khiến Trần Bách Vạn nắm được cơ hội. Trần Bách Vạn cũng là ám kình tầng 8, nhìn chằm chằm Độc Cô Vô Tình, sau khi phát hiện bất thường trên người cô, thấy được sơ hở của Độc Cô Vô Tình, dao găm trong tay lập tức đâm tới. Độc Cô Vô Tình lập tức trúng một đòn dao găm của Trần Bách Vạn, nhưng nhìn thấy ánh cười trong mắt anh ta, lập tức biết tình hình không ổn, vội vàng rút lui. Nhưng cuối cùng cũng chậm một bước, chỉ cảm thấy bụng đau, phát hiện dao găm trong tay Trần Bách Vạn đâm vào bụng cô. Độc Cô Vô Tình hét lên thảm thiết. Lúc này Trần Bách Vạn đâm một dao xong, lại nhìn thấy mặt Độc Cô Vô Tình đột nhiên biến thành nửa đen nửa trắng, trong lòng hoảng sợ, khuôn mặt quá đáng sợ. Lại bị Độc Cô Vô Tình nắm lấy cơ hội, chịu cơn đau đá một cước vào Trần Bách Vạn. Dù sao cô cũng là cường giả ám kình tầng 8, cũng là một người không thể chịu thiệt, đá thêm một cước vào ngực Trần Bách Vạn khiến anh ta rên lên, miệng chảy máu. Trần Bách Vạn phục hồi tinh thần lại nhào tới. Nhưng sắc mặt Độc Cô Vô Tình lại thay đổi, cô cảm nhận được dao găm Trần Bách Vạn đâm vào bụng mình có độc. Trong lòng còn lo lắng cho Dương Bách Xuyên, Độc Cô Vô Tình biết không thể kéo dài, nếu không thời gian dài sẽ khiến độc tố trên dao găm khuếch tán ra, tối nay cô và Dương Bách Xuyên đều phải trầu trời mất. Lúc này giơ nhuyễn kiếm trong tay lên, nội lực nổi lên, cô liều mạng. Dương Bách Xuyên cũng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết Độc Cô Vô Tình, trong lòng biết cô đã bị thương, nhưng lại không ngoảnh lại, lúc này anh đã hoàn toàn bị người mặc đồ đen của đảo quốc trước mặt chọc giận. Lại bị người mặc đồ đen đánh bay ra ngoài lần nữa, đây là lần thứ ba. Điều khiến Dương Bách Xuyên tức giận là đối phương đang đùa giỡn anh. Quác quác! Người đảo quốc mặc đồ đen chậm rãi cười nhấc kiếm đi tới. Mắt Dương Bách Xuyên đỏ bừng, lau vết máu trên khóe miệng, lúc này anh cảm giác được chân khí trong cơ thể di chuyển nhanh hơn hai lần trước nhiều. Đối mặt với người mặc đồ đen đang đi tới, Dương Bách Xuyên đứng dậy, hai tay cầm kiếm, lúc này nhắm hai mắt lại, nhanh chóng dùng càn khôn tạo hóa quyết. Lúc này trong đầu cũng vang lên tiếng của sư phụ Vân Thiên Tà, càn khôn nghịch chuyển, phong vân giao nhau, lúc này không đột phá thì đợi khi nào. Khi tiếng sư phụ biến mất, cả người Dương Bách Xuyên chấn động, toàn thân phát ra tiếng nổ tung. Cảm nhận được linh khí ít ỏi của trời đất ùn ùn kéo đến, chui vào trong cơ thể. Ầm ầm. Trong cơ thể anh vang lên một tiếng nặng nề, cuối cùng tu vi đột phá luyện khí kỳ tầng 4. Trong vòng 10 hơi thở ngắn ngủi, linh khí bốn phương tám hướng càng ngày càng kinh khủng, đều bị anh hấp thu vào trong cơ thể. Tại thời điểm này cơ thể anh như một lỗ đen, tham lam không dứt. Nuốt chửng linh khí trời đất hội tụ giống như người bị bỏ đói mấy ngày. Càn khôn tạo hóa quyết xoay chuyển trong cơ thể vẫn không dừng lại, sau khi đột phá đến luyện khí kỳ tầng 4, chân khí vẫn không ngừng tăng lên. Lúc này Dương Bách Xuyên cảm nhận linh thạch mở rộng gấp đôi trong nháy mắt, linh thạch vốn khoảng 3 thước đạt tới 6 thước. Trong 6 mét linh thức, người mặc đồ đen dường như nhận ra điều gì đó không ổn, giơ kiếm katana đâm vào anh. Lúc này Dương Bách Xuyên không quan tâm. Bởi vì chân khí trong cơ thể anh vẫn đang tăng lên.
Ngay sau đó cơ thể Dương Bách Xuyên lại run lên, phát ra tiếng ầm ầm. Lại là lần thứ hai đột phá tu vi, từ luyện khí kỳ tầng 4 đến luyện khí kỳ tầng 5. Tu vi tăng 2 cấp liên tiếp. Tăng một mạch từ luyện khí kỳ tầng 3 đến luyện khí kỳ tầng 5. Sức mạnh linh thức tăng gấp đôi, đạt đến 9 mét. Cuối cùng càn khôn tạo hóa quyết trong cơ thể cũng dừng lại. Mà một kiếm của người đảo quốc mặc đồ đen cách Dương Bách Xuyên 3 thước. Đột nhiên Dương Bách Xuyên mở hai mắt ra, hai tia sáng trong hai mắt như bắn ra, dọa người đảo quốc mặc đồ đen run lên, cơ thể như cứng ngắc. Đĩ mẹ mày! Dương Bách Xuyên chửi, kiếm đầu long trong tay đưa từ dưới lên, chém về phía người đảo quốc mặc đồ đen. Phục tiếng như tấm rẻ rách bị lưỡi dao sắc nhọn đâm thủng vang lên. Một cơn gió nhẹ thổi qua, không khí tràn ngập mùi máu tươi. Người đảo quốc mặc đồ đen trước mặt Dương Bách Xuyên bị anh chém một kiếm từ dưới lên, bổ thành hai nửa bằng nhau, đống nội tạng rơi trên đất, còn chưa kịp kêu lên. Một kiếm giết chết võ cổ giả ám kình tầng 8, còn là một người đảo quốc, cuối cùng trong lòng Dương Bách Xuyên cũng phun ra một ngụm xả giận. Trước đó khi bị thằng nhóc kia chế giễu, Dương Bách Xuyên nhìn xuống, cũng may nhìn cũng có ích. Một lần tăng lên 2 tầng. Trong lòng anh khẽ nói, ông già, lần sau cách chiến đấu uất ức này, đánh chết tôi cũng không làm. Nhớ lại lúc trước bị người mặc đồ đen đánh hộc máu, sư phụ Vân Thiên Tà nói cho anh, trong lòng Dương Bách Xuyên bội phục ông cụ nhà anh. Lúc ấy sau khi Dương Bách Xuyên hộc máu, trước tiên lập tức tìm sư phụ xin cứu viện. Muốn sư phụ dùng thần thức oai hùng của ông hù dọa người mặc đồ đen một chút, nhân cơ hội giết chết thằng nhóc đảo quốc. Thật ra là muốn để sư phụ ra tay trấn áp. Dương Bách Xuyên không tin chuyện sư phụ nói thần hồn không trọn vẹn của ông ấy chỉ có thể dùng để hù dọa người khác. Nếu anh tin thì anh đúng là một tên ngốc. Ngẫm lại đường đường là thập nhị kiếp tán tiên chí tôn của tu chân giới, dù chỉ còn lại chút nguyên thần tàn tạ, há có thể không có cách bảo toàn tính mạng. Nếu thật sự là không có cách, sao ông già nhà mình có thể bình yên vô sự bị nhốt trong bình càn khôn vạn năm chứ? Cho nên ngoài miệng Dương Bách Xuyên ngoài miệng tin lời sư phụ nói thần thức của ông ấy chỉ có thể dùng để hù dọa người khác, nhưng trong lòng vẫn không tin. Cho dù là thần hồn bị tàn phá, dựa vào thần thức của thập nhị kiếp tán tiên của ông già này, đối phó với võ cổ giả phàm nhân giới một chút cũng không có vấn đề gì. Dương Bách Xuyên đang nghĩ. Nói như vậy thì sư phụ sợ anh ỷ lại quá mức vào ông, từ đó sẽ nhác tu luyện. Sau lần đầu tiên hộc máu, Dương Bách Xuyên cầu cứu ông già, kết quả là đáp lại là không ra tay, ngược lại còn nói, thằng nhóc này, con không thể dựa dẫm mọi thứ vào vi sư được, bây giờ ta cho con hai lựa chọn. Thứ nhất ta có thể giúp con ra tay giải quyết những người này, nhưng làm như vậy, con sẽ ỷ lại. Có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai, lần sau con gặp chuyện. Tất nhiên sẽ chọn để vi sư ra tay, như vậy tu vi của thằng nhóc con sẽ bị phế đi. Thứ hai, vi sư nói cho con biết một cách tu luyện tăng lên nhanh chóng, nhưng rất có thể sẽ khiến con mất mạng, cực kỳ nguy hiểm, con chọn cái nào. Lúc ấy Dương Bách Xuyên nghe thấy điều đầu tiên, trong lòng đã xác định quả nhiên ông già có con át chủ bài, ông ấy sẽ không nhìn mình chết, nếu mình chết ông ấy sẽ mất hy vọng trở về tu chân giới, cho nên đương nhiên ông già sẽ bảo vệ anh. Cứ như vậy, Dương Bách Xuyên không chút suy nghĩ lập tức nói, con chọn cái thứ hai, ông già cũng đừng lừa con. Con chính là đệ tử cuối cùng của người, nếu con chết người cũng không sống nổi, nhanh nói xem nên làm thế nào. Thằng nhóc này, phải nhớ kỹ, tu luyện tăng tu vi ở tu chân giới trừ cách dùng đan dược ra còn cách đột phá trong chiến đấu, chỉ có khi bị kẻ địch ép vào đường chết, bộc phát tiềm lực toàn thân, vượt qua thì sẽ đột phá. Bây giờ con đạt luyện khí kỳ tầng 3. Chỉ cần có thể chống lại đòn tấn công của người này, kích phát tiềm lực của con, tự nhiên sẽ đột phá. Đột phá trong chiến đấu là cách tăng tu vi nhanh nhất, cũng không có bất kỳ di chứng nào, ngược lại con sẽ thu được rất nhiều lợi ích. Vậy nên Dương Bách Xuyên chọn liều mạng chiến đấu với người mặc đồ đen, hết lần này đến lần khác bị hắn ta đánh bay, cũng may ban đầu người đảo quốc mặc đồ đen này đùa giỡn anh, không ra tay chết người. Dưới tình huống như vậy, trong lòng Dương Bách Xuyên tức giận vô cùng. Sau khi nghe Độc Cô Vô Tình kêu lên thảm thiết, cuối cùng anh cũng chờ được sư phụ ra hiệu, lúc này không phá bình cảnh thì đợi đến khi nào. Tăng 2 cấp liên tục, từ luyện khí kỳ tầng 3 tới luyện khí kỳ tầng 5. Sau đó, khi con dao của người đảo quốc mặc đồ đen sắp chém vào người anh mở to hai mắt,
Đồng thời sau khi thần thức của sư phụ Vân Thiên Tà bao phủ người đảo quốc, một kiếm chém tên kia thành hai nửa, xem như giết ngay tức thì. Mặc dù nhờ sư phụ ra tay, nhưng cũng là giết ngay tức thì. Sau khi Dương Bách Xuyên oán giận một câu, giọng nói của Vân Thiên Tà vang lên, thằng nhóc thối đừng được hời còn khoe khoang, mặc dù trận chiến này khiến con chịu chút thiệt thòi, nhưng con phải biết bất cứ chuyện gì trên thế gian cũng có cái giá của nó. Con không phun vài ngụm máu trên tay người mặc đồ đen, chịu nhục một phen thì sao có thể nhảy hai tầng liên tiếp. Nhớ kỹ, chiến đấu vĩnh viễn là cách thượng thừa nhất để tăng thực lực. Lần này xem như không tệ, tăng hai tầng liền, ngược lại khiến cho vi sư nhìn con với cặp mắt khác. Cho thấy thằng nhóc con không quá vô dụng. Được rồi, thù cũng báo rồi, con không đi giúp con nhóc kia thì con bé sẽ gặp nguy hiểm mất. Trong lòng Dương Bách Xuyên đổ mồ hôi hột, trong đầu suy nghĩ một chút, đúng là quên mất Độc Cô Vô Tình, vội vàng nhấc kiếm chạy về phía Độc Cô Vô Tình. Nhưng mà anh vừa chạy vừa nói, ông già, mặt trời mọc đằng Tây à, mình không nghe sai chứ, lần đầu tiên người khen ngợi con đấy. Từ trước tới nay trong miệng sư phụ, anh không phải đồ ngu thì là đồ vô dụng, hôm nay tăng hai cấp liên tục, cuối cùng cũng được lão già khen ngợi một câu. Không quen sao, sau này tiếp tục mắng con là được rồi. Giọng điệu sư phụ Vân Thiên Tà đầy trêu chọc, có vẻ tâm trạng không tệ. Đừng đừng, con vẫn thích người khen con hơn. Trong lúc nói chuyện, Dương Bách Xuyên đã chạy tới bên cạnh Độc Cô Vô Tình, thấy trên bụng cô cắm một con dao găm, máu chảy ra làm ướt một vùng lớn. Mặt cô cũng biến thành nửa đen nửa trắng, có lẽ sau giờ tí thì độc khí phát tác. Giờ phút này, thân thể Độc Cô Vô Tình run rẩy đang vật lộn với Trần Bách Vạn và hai gã mặc đồ đen ám kình tầng 7 khác, nhìn qua khóe miệng Trần Bách Vạn có vết máu. Trên người hai tên mặc đồ đen cũng bị Độc Cô Vô Tình đâm. Hai bên đều bị thương, nhưng vết thương của Độc Cô Vô Tình nặng hơn. Nói thật, Dương Bách Xuyên là thật lòng bội phục cô, mới đầu lấy một địch bốn. Đánh nhau đến nỗi trên người hiện tại cũng bị thương nhưng vẫn một mình chống lại ba cao thủ, dĩ nhiên không để ai tới gần. Cô đang kéo dài thời gian giúp anh. Nhìn thấy dao găm trên bụng cô, sắc mặt Dương Bách Xuyên trầm xuống. Tổ chức sát thủ Sương Hoa đã xúc phạm sâu vào điểm mấu chốt trong lòng anh, không giết không trừ, cuối cùng vẫn là tai họa lớn trong lòng. Hơn nữa đêm nay còn xuất hiện người của đảo quốc, điều này càng làm cho đáy lòng Dương Bách Xuyên căm ghét tổ chức sát thủ này. Anh hét lên một tiếng nhảy tới, giơ kiếm lập tức gia nhập chiến đấu, hiện tại chân khí trong cơ thể anh tràn đầy vô cùng, cảm giác toàn thân đều là sức mạnh, có thể một kiếm phá núi cắt biển. Ở thời điểm Dương Bách Xuyên giết chết Thiên Giã tiên sinh, trong lòng Trần Bách Vạn đã kinh hoàng rồi, thật sự nghĩ không ra một Dương Bách Xuyên cấp ám kình tầng 3 nhỏ bé làm thế nào có thể chém chết một cao thủ ám kình tầng 8 chứ. Lúc Dương Bách Xuyên xông tới, trong lòng Trần Bách Vạn đã có chút sáng tỏ. Anh ta cảm nhận được khí tức trên người Dương Bách Xuyên vậy mà đã đạt tới ám kình tầng 5. Cái quái gì thế này? Chỉ mới 10 phút đồng hồ, anh làm sao có thể lập tức từ ám kình tầng 3 đạt tới ám kình tầng 5? Có lẽ cái chết của Thiên Giã tiên sinh, chính là mấu chốt liên quan đến việc nội lực của Dương Bách Xuyên tăng lên trong thời gian ngắn. Trong lòng Trần Bách Vạn đã sinh ra ý định rút lui. Sở dĩ anh ta biết rõ bên cạnh Dương Bách Xuyên còn có Độc Cô Vô Tình là ám kình tầng 8 còn dám đến trêu chọc Dương Bách Xuyên, cũng là vì bên cạnh anh ta cũng có thêm một Thiên Giã tiên sinh cũng là ám kình tầng 8 và hai gã thuộc hạ của hắn ta cũng là ám kình tầng 7. Bây giờ Thiên Giã bị Dương Bách Xuyên giết chết một cách khó hiểu, thật sự là dọa sợ Trần Bách Vạn, anh ta cũng là người từng trải, gặp chuyện càng kỳ lạ thì biết càng nguy hiểm, nảy sinh ý định rút lui. Chỉ tiếc Thiên Giã tiên sinh là do tổng bộ sai tới vơ vét thiên tài địa bảo, hiện tại một phần bảo bối phải giao cho tổng bộ vẫn còn ở trên người Thiên Giã, lần này tới tìm Dương Bách Xuyên cũng là trùng hợp, đúng lúc có ba thành viên của Xuyên Hoa đến từ đảo quốc này ở bên cạnh, Trần Bách Vạn mới mời bọn họ cùng nhau ra tay. Hiện tại thì ngoài sức tưởng tượng, lại bị tổn hại rất lớn, quay về lại bị tổng bộ trách tội cũng không biết giải thích thế nào. Trong lòng Trần Bách Vạn quả thực hận Dương Bách Xuyên thấu xương. Càng cảm thấy Dương Bách Xuyên chính là sát tinh, từ sau khi người nhà họ Diệp ở Yên Kinh tìm anh ta đến giết Dương Bách Xuyên, chuyện xui xẻo cứ thế nối tiếp nhau mà đến. Đầu tiên là em trai anh ta bị Dương Bách Xuyên giết chết, đêm nay là phó đường chủ Mạc Đông Dương rồi đến Thiên Giã của đảo quốc lần lượt bị giết, kinh khủng nhất chính là nghĩ không ra Dương Bách Xuyên giết chết bọn họ như thế nào.
Ngay lúc trong lòng Trần Bách Vạn đang nghĩ đến những chuyện này, Dương Bách Xuyên nhào vào vòng chiến, kiếm đầu long trong tay thúc dục chân khí, phát ra tiếng kiếm keng keng, một kiếm lập tức chém về phía một gã mặc đồ đen. Keng! Người mặc đồ đen ám kình tầng 7 nâng đao ngăn cản một kiếm của Dương Bách Xuyên, cũng bị một kiếm của Dương Bách Xuyên chém đứt đao võ sĩ của hắn ta, thuận thế bổ một kiếm thẳng từ đầu tới chân của người mặc đồ đen này. Lại là một kiếm bổ thành hai nửa. Dương Bách Xuyên cũng bị sức mạnh của mình dọa sợ, không nghĩ tới lúc này anh chỉ dùng chân khí bằng miệng thúc dục kiếm đồ long vậy mà có thể phát huy ra uy lực lớn như vậy, chém đứt võ sĩ đao của người mặc đồ đen còn thuận thế chém hắn ta thành hai nửa, không tốn chút sức lực nào. Nhưng ai trong tay cầm đao võ sĩ, ở trong mắt Dương Bách Xuyên đều là người đảo quốc. Không hề dừng lại, kiếm đồ long trong tay anh lần nữa quét ngang, chém tới người mặc đồ đen khác đã bị Độc Cô Vô Tình nhân cơ hội đánh lui, chặn ngang chém thành hai đoạn. A! À, một tiếng kêu thảm thiết cắt qua bầu trời đêm kèm theo giọng nói rất kỳ lạ. Quả nhiên là người đảo quốc, Dương Bách Xuyên nghe ra. Lúc này Trần Bách Vạn đã bị dọa sợ đến hồn vía đều lên mây, sau khi Dương Bách Xuyên chém chết võ cổ giả thứ hai cấp ám kình tầng 7 của đảo quốc, anh ta lại dùng một đòn ép lui Độc Cô Vô Tình, sau đó một mạch chạy trốn. Dương Bách Xuyên nhìn thấy Trần Bách Vạn chạy trốn, lúc này lại muốn đuổi theo, đêm nay Trần Bách Vạn là sát thủ đường chủ đường khẩu ở Tây Bắc đã xúc phạm đến ranh giới cuối cùng của anh, tất phải giết anh ta. Mà đúng lúc này Độc Cô Vô Tình vẫn luôn cầm cự một hơi thở, thấy được Dương Bách Xuyên liên tiếp chém chết hai người mặc đồ đen ám kình tầng 7, hơn nữa Trần Bách Vạn xoay người bỏ chạy, thần kinh đang căng thẳng của cô cuối cùng cũng thả lỏng. Hơn nữa trên người mất máu quá nhiều cộng thêm nọc độc trên dao găm của Trần Bách Vạn đâm vào cô đã khuếch tán, đột nhiên cô nghiêng đầu ngã xuống. Có thể kiên trì lâu như vậy không ngất đi, Độc Cô Vô Tình hoàn toàn dựa vào ý chí không thuộc về mình để chống đỡ. Lúc này nguy hiểm đã được loại bỏ, cô ngất đi cũng coi như bình thường. Dương Bách Xuyên muốn đuổi theo Trần Bách Vạn đã chạy trốn hơn 10 thước, cũng không ngờ Độc Cô Vô Tình sẽ té xỉu, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng buông tha cho anh ta. So với đuổi theo Trần Bách Vạn, anh càng để ý đến vết thương của Độc Cô Vô Tình hơn, không thấy bụng cô còn cắm một thanh dao găm sao. Anh vội vàng ngồi xổm xuống kiểm tra vết thương của Độc Cô Vô Tình, sau khi dùng chân khí truyền vào trong cơ thể cô, sắc mặt Dương Bách Xuyên cũng không khỏi nhăn nhó. Anh phát hiện, vết thương của Độc Cô Vô Tình bị dao găm đâm vào cũng không đến mức nguy hiểm, nhưng trên dao găm có kịch độc đã khuếch tán đến máu toàn thân cô. Lúc này, anh khoanh chân ngồi trên người cô điểm huyệt để cầm máu, trước tiên phải ổn định không để cho nọc độc khuếch tán mới có thể tiếp tục điều trị. Mất hơn một giờ, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng dùng chân khí phong ấn được nọc độc trong cơ thể Độc Cô Vô Tình, hơn nữa anh cũng đã rút con dao găm từ bụng cô ra, dùng chân khí để chữa trị vết thương của cô. Tạm thời bây giờ sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bước tiếp theo cần phải loại bỏ nọc độc trong cơ thể của cô ra, ở trong núi rừng hoang vu có rất nhiều thứ bất tiện, Dương Bách Xuyên chuẩn bị trở về trị liệu cho cô. Lúc này Độc Cô Vô Tình đã rơi vào hôn mê sâu, Hầu Đậu Đậu ở trong bình càn khôn cũng bị thương rất nặng, cũng cần phải quay về trị liệu. Nhìn trong sân, ba gã võ cổ giả của đảo quốc bị anh chém thành hai nửa, cảnh tượng tràn đầy máu me, sau đó ngẫm lại, Dương Bách Xuyên lại chuẩn bị dùng chân nguyên ly hỏa hủy diệt vết tích của thi thể. Đầu tiên là đánh hai tên ám kình tầng 7 rồi dùng hỏa diễm thiêu đốt, cuối cùng đi tới bên người tên ám kình tầng 8 kia, khi anh giơ tay lên, trong linh thức lại phát hiện sau lưng người này có một cái bao vải nhỏ, truyền đến linh khí dao động nhàn nhạt. Trong đầu anh khẽ động lấy bao vải nhỏ xuống, mở ra nhìn càng khiến trong lòng mừng rỡ. Ba khối đá màu đỏ rực, mỗi viên đều to bằng nắm đấm của trẻ sơ sinh. Đây không phải là linh thạch, nhưng ở trong mắt Dương Bách Xuyên nó cũng không khác mấy so với linh thạch, bởi vì anh cảm giác được từ bên trong đang tản ra một luồng linh khí trời đất nồng đậm. Ở trong đầu, anh hỏi sư phụ Vân Thiên Tà nói, lão già, mau đi ra xem thử đi, có phải là linh thạch hay không? Nhưng lời này hỏi xong đã hồi lâu lại không nhận được sự câu trả lời của sư phụ, đáy lòng Dương Bách Xuyên không nhịn được lại kêu lên hai tiếng lão già chết tiệt. Lần này ước chừng qua hơn 10 giây, cuối cùng anh cũng nhận được sự đáp lại của sư phụ, thế nhưng nghe thấy giọng nói ở trong tai, Dương Bách Xuyên cũng có hơi lo lắng, bởi vì anh nghe ra được giọng của sư phụ rất mệt mỏi. Anh chỉ nghe thấy, tên nhóc thúi đây là đá hỏa diệm, tuy rằng không phải là linh thạch thật sự,
nhưng đồng thời cũng có linh khí, tuy bên trong khối đá này có ẩn chứa linh khí nhưng lại không phải linh thạch tinh khiết, dùng để tu luyện không phải là lựa chọn tốt nhất, nhưng cũng miễn cưỡng được tính là một loại linh thạch. Nhưng lại thích hợp bố trí trận pháp nhất, có 3 khối đá hỏa diệm này, còn có thể bố trí trận pháp tụ linh ở biệt thự, còn muốn bố trí trận pháp này được tốt thì đi nghiên cứu trận pháp cơ sở mà vi sư đã truyền cho con một chút là được, trận pháp tụ linh này chỉ là một loại trận pháp đơn giản, không khó học. Còn nữa, 3 tháng tiếp theo đừng đánh thức vi sư, trong khoảng thời gian này giúp con áp chế đối thủ mà sử dụng quá nhiều thần thức, làm cho lực thần hồn mà vi sư tích lũy tổn hại rất lớn, hiện tại vi sư cần ngủ say để điều dưỡng. Những câu nói phía sau của sư phụ càng ngày càng suy yếu, trong lòng Dương Bách Xuyên cũng hơi lo lắng, trong khoảng thời gian này thật sự là anh đã đánh thức sư phụ có hơi nhiều. Ở trong lòng nói một tiếng sư phụ bảo trọng, sau đó Dương Bách Xuyên cắt đứt liên lạc. Anh thật sự lo lắng sư phụ không được thoải mái, trước kia nhớ rõ ông ấy đã từng nói, một khi thần hồn của ông ấy bị hao hết sẽ hoàn toàn biến mất khỏi đất trời. Đối với việc này Dương Bách Xuyên không có suy nghĩ nhiều, hiện tại xem ra tình huống của sư phụ thật sự không ổn, hơn nữa ông lại còn càng giúp anh áp chế võ cổ giả ám kình tầng 8, có khả năng thật sự đã làm cho thần hồn của sư phụ bị tổn hại. Trong lòng anh âm thầm cắn răng, sau này chỉ có thể dựa vào chính bản thân, cũng không thể lúc nào cũng để mọi việc chờ sư phụ ra mặt được, cứ như vậy, thật sự anh sẽ sinh ra ỷ lại, không chừng ngày nào đó không dựa vào sư phụ sẽ mất cái mạng nhỏ này. Thu 3 đá hỏa diệm vào không gian bình càn khôn, đánh ra chân nguyên ly hỏa, thiêu đốt thi thể, trên lưng Dương Bách Xuyên còn có một độc cô vô tình đang hôn mê, phải nhanh chóng xuống núi, phải nhanh chóng trở về cho độc cô vô tình và hầu đậu đậu chữa thương. 3 giờ sáng, Dương Bách Xuyên trực tiếp lái xe đi tới biệt thự, từ lâu anh đã không còn trở về tiểu khu nữa. Muốn trị thương cho độc cô vô tình và hầu đậu đậu, còn cần phải luyện đan, ở biệt thự này là yên tĩnh nhất. Dù sao ở đây cũng có đầy đủ đồ dùng cần thiết, chuyển vào là có thể ở. Sau khi đi vào biệt thự, Dương Bách Xuyên đưa độc cô vô tình vào phòng ngủ. Lúc này cảm nhận được Kiều Phúc xuất hiện, vừa quay đầu lại, quả nhiên đã nhìn thấy chị em Kiều Phúc và Ngô Mặc Hạ, Ngô Mặc Thu xuất hiện ở cửa. Đối với cách xuất hiện không âm thanh không tiếng động của 3 người bọn họ, Dương Bách Xuyên thật sự có hơi không quen, nếu không phải giữa 3 người họ có linh thức ấn ký cấm thuật cảm nhận ở đây, anh thật sự sẽ bị dọa sợ. Cung nghênh chủ nhân về nhà. 3 người đồng loạt quỳ gối, đều là truyền thống đã ăn sâu bén rễ vào trong tư duy của người cổ đại bọn họ, nếu họ đã nhận Dương Bách Xuyên làm chủ, thì sẽ có thái độ lễ phép. Anh dừng tay nói, đứng lên đi. Sau này không nên hơi một tí là quỳ lạy, tôi không chú ý tục lễ như vậy. Vâng. Sau khi được đáp lại, 3 người mới đứng dậy, Dương Bách Xuyên nhìn đột nhiên 3 mắt của bọn họ sáng lên, vẻn vẹn không đến một đêm, vậy mà lần thứ 2 gặp mặt phát hiện ra linh thể của bọn họ đã ngưng thực rất nhiều, đoán chừng một khoảng thời gian nữa là có thể hình thành linh thể thực thể hóa thật sự, đến lúc đó nhìn qua 3 người bọn họ giống như người thật đến không thể nghi ngờ. Đây chính là lợi ích của việc tu luyện quỷ đạo mang lại, có thể làm cho thân thể của bọn họ giống như thân thể con người, đợi đến khi tu luyện đại thừa rất có thể sẽ giống như sư phụ nói, có thể thành thân thể quỷ tiên, đương nhiên cái này rất khó, phải xem tạo hóa bọn họ có hay không. 3 người các người đi làm vệ sinh biệt thự một lượt đi, bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ chuyển tới đây, không được đi vào phòng ngủ, tôi cần trị thương cho độc cô vô tình, đừng quấy rầy tôi. Dương Bách Xuyên dặn dò 3 người. Tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân. 3 người cung kính trả lời sau đó đóng cửa đi ra ngoài. Bởi vì thời gian dài không có người ở nên toàn bộ biệt thự đều có một tầng bụi bám rất dày, để cho 3 người Kiều Phúc đi quét dọn vệ sinh có lẽ là không khó, dù sao với linh thể hiện tại của 3 người bọn họ đã ngưng thực được rất nhiều, có thể khống chế được một ít đồ vật. Nhẹ nhàng cởi quần áo trên người độc cô vô tình ra, Dương Bách Xuyên lấy ra châm bạc chuẩn bị giải trừ nọc độc trên dao găm cho cô. Nọc độc trên dao găm khác với độc khí trong cơ thể cô trước đó. Khí độc là sự tồn tại của một năng lượng khác. Còn nọc độc là độc tố riêng biệt. Tuy rằng có hơi phiền phức, nhưng đối với tu vi hiện tại của Dương Bách Xuyên đã được gia tăng thì cũng không phải việc khó. Dù sao cũng là độc phàm tục, hơn nữa độc cô vô tình là võ cổ giả ám kình tầng 8. Tố chất cơ thể của cô so với người thường tốt hơn rất nhiều, điều trị cũng không có vấn đề gì lớn. Có tu vi luyện khí kỳ tầng 5,
Dương Bách Xuyên biết hiện tại thi triển châm M Dương Ngũ Hành Pháp 1808 châm là không có vấn đề gì. 108 châm là đẳng cấp cao nhất trong châm pháp M Dương Ngũ Hành châm, chỉ cần một lần là có thể giải trừ được độc dịch trong cơ thể Độc Cô Vô Tình. Trong lúc giơ tay lên, tàn ảnh trong tay Dương Bách Xuyên xuất hiện, âm dương hai loại nhanh chậm của châm pháp rơi vào trên người Độc Cô Vô Tình. Việc châm cứu đã được hoàn thành trong nửa giờ. Khi một châm cuối cùng hạ xuống, một tiếng ngâm nhẹ từ trong miệng Độc Cô Vô Tình phát ra, cô mở hai mắt chậm rãi tỉnh lại. Thấy trán của Dương Bách Xuyên đã đầy mồ hôi, cô hiểu Dương Bách Xuyên lại giúp cô trị liệu, nhẹ giọng nói, đa tạ tiên sinh. Hiện tại cô đối với Dương Bách Xuyên có vài phần tôn kính và tò mò, là xuất phát từ nội tâm. Đêm nay Dương Bách Xuyên chém chết cao thủ ám kình tầng 8, tuy rằng cũng làm cho cô rất nghi ngờ, nhưng lại không biết Dương Bách Xuyên làm như thế nào, thậm chí còn phát hiện nội lực của Dương Bách Xuyên tăng lên rất lớn, mọi chuyện thật sự đều rất bí ẩn. Nhưng mà cô cũng không hỏi nhiều. Nằm nghỉ ngơi cho tốt đi, nọc độc của dao găm tôi đã giúp cô giải trừ, một lát nữa tôi sẽ giúp châm cứu ra giúp cô, ngủ một giấc là tốt rồi, đêm nay có lẽ là tôi nên cảm ơn cô mới đúng. Khi Dương Bách Xuyên tràn ngập cảm kích đối với Độc Cô Vô Tình, anh biết nếu không phải Độc Cô Vô Tình ở đây, thì tối nay anh thật sự nguy hiểm. Lúc nói chuyện, một tay của Dương Bách Xuyên nắm lấy ngón tay của Độc Cô Vô Tình vận chuyển chân khí, ở đầu ngón tay cô có máu đen nhánh chảy ra, đây là nọc độc xâm nhập vào máu, chỉ cần chảy ra là tốt rồi. Độc Cô Vô Tình rất suy yếu nhoẻn miệng cười một cái, trên mặt cứng ngắc co rút một chút, sau đó nhắm hai mắt lại, ngủ say, tùy ý để Dương Bách Xuyên trị liệu ở trên người cô. Qua nửa giờ sau, Dương Bách Xuyên kiểm tra nọc độc trong cơ thể cô đã toàn bộ chảy ra mới rút châm cứu ra, nhìn Yếm Huyền Ương đỏ thẫm của cô, nuốt nước miếng trong miệng giúp cô đắp chăn rời khỏi phòng. Độc Cô Vô Tình xem như đã không sao nữ, nhưng trong không gian bình càn khôn còn có một hầu đậu đậu đang chờ anh đi điều trị. Sau khi đi ra Dương Bách Xuyên đi thẳng đến tầng hầm dưới đất, anh cũng cần phải luyện đan để điều trị cho vết thương của hầu đậu đậu. Anh gọi ba người Kiều Phúc tới dặn dò, nói cô gái ở trong phòng không biết sự tồn tại của các người, ba người không nên dọa cô ấy, còn nữa tôi cần phải tiến vào hầm rượu để tu luyện, ba người trông coi biệt thự cho tốt, đừng để người khác quấy rầy. Chủ nhân cứ việc yên tâm, chúng tôi đều hiểu rõ. Đi vào hầm rượu Dương Bách Xuyên đóng cửa phòng, nơi này âm hàn vẫn như trước, nhưng không ảnh hưởng gì đến anh cả. Đánh thức hầu đậu đậu từ trong không gian bình càn khôn ra, kiểm tra cẩn thận lần nữa, Dương Bách Xuyên hận nghiến răng nghiến lợi, tứ chi của hầu đậu đậu có lẽ đều đã nát bấy, muốn chữa trị chỉ dựa vào châm cứu và chân khí là không đủ. Giờ phút này, trong lòng Dương Bách Xuyên đã thề, anh sẽ diệt trừ hoàn toàn căn cứ khu sát thủ Xương Hoa Tây Bắc này. Ngay lập tức anh thi triển M Dương Châm ở trên người hầu đậu đậu, để có thể khiến cho thương thế của hầu đậu đậu được khỏi hoàn toàn, tạm thời anh sẽ để cho hầu đậu đậu sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, lần nữa thu nó vào trong không gian càn khôn. Sau đó chuẩn bị luyện đan, luyện chế đan bồi nguyên thật sự mà Tư Không Nguyên lưu lại, chỉ có công hiệu của đan bồi nguyên mới có hiệu quả nhất với hầu đậu đậu khôi phục lại tứ chi bị nghiền nát. Đồng thời cũng có thể làm cho Độc Cô Vô Tình dùng một viên để bổ sung nguyên khí dưỡng vết thương của cô. Dương Bách Xuyên gọi lò luyện đan thái thượng từ không gian bình càn khôn ra, sau đó lấy ra từng cây linh dược dựa theo công thức điều chế đan bồi nguyên. Tất cả dược liệu được chọn để luyện chế đan bồi nguyên đều là linh dược anh lấy được ở sơn cốc nhỏ nơi hầu đậu đậu sinh sống hồi trước. Trên công thức điều chế có tổng cộng 38 loại linh dược, trong đó 35 loại có sẵn từ 200 cây linh dược kia. Còn thiếu 3 loại linh dược không có, Dương Bách Xuyên bèn dùng cỏ long huyết 3.000 năm thay thế. Trong 3 công thức luyện đan Tư Không Nguyên để lại, đan bồi nguyên có công hiệu và yêu cầu về linh dược luyện chế khá cao. Vì vậy Dương Bách Xuyên phải dốc hết vốn liếng, tất cả nguyên liệu sử dụng đều là linh dược. Anh hy vọng có thể phát huy phẩm cấp của đan dược đến mức cao nhất, dù sao cũng là đan dược dùng để chữa trị vết thương cho hầu đậu đậu. Mà xét từ góc độ nào đó thì linh dược là tài sản của hầu đậu đậu. Và lại anh cũng dự định dựa vào đan bồi nguyên để tăng tu vi lần nữa. Ám kình tầng 8 mà anh tiếp xúc trong mấy ngày nay đã mang lại cho anh áp lực và đả kích cực lớn. Hiện giờ ám kình tầng 8 đã đi cả rồi, nhưng chưa biết chừng một ngày nào đó anh sẽ gặp phải ám kình tầng 9, đến lúc đó anh không có thực lực thì chỉ có thể mặc cho người ta chém giết. Ức chế một lần là đủ rồi,
anh không muốn có thêm lần hai. Mở lò nhóm lửa, bắt đầu luyện đan. Lần này dùng linh dược chứ không phải dược liệu bình thường, cho nên để đảm bảo không xảy ra sơ suất, Dương Bách Xuyên không định ném thẳng linh dược vào lò luyện đan, mà luyện hóa từng cây linh dược lấy nước cốt. Mức độ coi trọng vượt xa những đan dược lúc trước. Hiện tại tu vi của anh là luyện khí kỳ tầng 5, anh rất có lòng tin mình có thể luyện chế đan bồi nguyên. Bởi vì tu vi tăng vọt nên chân nguyên ly hỏa cũng mạnh hơn nhiều, tốc độ luyện chế rất nhanh. Sau khoảng 10 phút, anh thành công luyện hóa cây linh dược thứ nhất thành nước cốt. Cây thứ hai, cây thứ ba. Dương Bách Xuyên tập trung tinh thần cao độ, dồn hết sự chú ý vào việc luyện đan, quên cả thời gian, quên hết mọi thứ xung quanh. Bất chi bất giác anh đã vận hành kinh nguyên thần, đó là do anh luyện đan quá tập trung, tiêu hao sức mạnh tinh thần, dẫn đến công pháp sức mạnh tinh thần tự động kích hoạt, ngay cả bản thân anh cũng không biết. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, sau khi cây linh dược cuối cùng được luyện hóa xong, rốt cuộc Dương Bách Xuyên cũng thở hắt ra. 38 loại linh dược trong lò luyện đan đều biến thành nước cốt tinh chất, còn chưa thành đan mà đã tỏa ra mùi thuốc thoang thoảng. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, niệm pháp quyết thu lửa ly hỏa quyết, biến lửa to thành lửa nhỏ. Mấy tiếng sau, Dương Bách Xuyên làm thủ quyết thành đan. Cả lò luyện đan phát ra âm thanh trầm đục. Dương Bách Xuyên mở mắt ra, trên mặt nở nụ cười tươi rói. Thành đan rồi, trong lò luyện đan thái thượng có 12 viên đan bồi nguyên. Đúng lúc này, đột nhiên Dương Bách Xuyên giật nảy mình. Anh không ngờ kinh nguyên thần lại vận hành trong khi anh luyện chế đan bồi nguyên, giờ đây nguyên thần của anh đã đột phá lên tầng 2. Sức mạnh tinh thần, hay nói chính xác hơn là sức mạnh linh thức càng thêm cô đọng. Sức mạnh linh thức tăng chứng tỏ uy áp linh thức tăng thêm một bậc. Đây, đúng là niềm vui bất ngờ. Trước đây anh từng nghe sư phụ nói con đường luyện đan luyện khí cũng là một loại đạo, có thể tăng tu vi. Hôm nay anh luyện chế một lò đan bồi nguyên, mặc dù tu vi không tăng song sức mạnh tinh thần đã đột phát, kết quả này càng khiến anh vui vẻ. Tóm lại trận đấu ác liệt tối nay tuy mạo hiểm nhưng cũng mang lại cho anh thu hoạch phong phú. Tu vi tăng liên tiếp hai cảnh giới nhỏ, lấy được 3 viên đá hỏa diệp, gom đủ nguyên liệu bày trận pháp tụ linh. Thành công luyện chế đan bồi nguyên, vận hành kinh nguyên thần lên đến tầng 2. Sau đó, Dương Bách Xuyên lấy đan bồi nguyên ra. Để đảm bảo chắc chắn, anh định dùng thử một viên trước xem hiệu quả thế nào rồi mới cho hầu đậu đậu và độc cô vô tình uống, như vậy mới an toàn. Đan bồi nguyên màu vàng ánh kim to bằng đầu ngón út, tỏa ra mùi thuốc thấm ruột thấm gan, ngửi rất dễ chịu, tinh thần phấn chấn hẳn ra. Dương Bách Xuyên uống một viên, đan dược vừa vào miệng lập tức hóa thành linh khí truyền khắp cơ thể. Anh ngồi xếp bằng, vội vàng vận chuyển càn khôn tạo hóa quyết tu luyện với hy vọng có thể nâng cao hiệu quả của đan bồi nguyên. Thật sự là so với các đan dược mà anh luyện chế lúc trước, đan bồi nguyên có hiệu quả tốt hơn không biết bao nhiêu lần, linh khí tinh khiết, mà điều quan trọng là năng lượng sinh cơ dồi dào ẩn chứa trong đó. Công hiệu chính của đan bồi nguyên là củng cố và bổ sung nguyên khí, vì vậy sinh cơ mới là then chốt, linh khí chỉ là thứ yếu. Nhưng cho dù như thế, linh khí trong đan bồi nguyên vẫn nhiều gấp mấy lần đan tạo hóa sinh cơ. Hèn chi cả giới võ cổ đều mơ ước đan bồi nguyên. Dương Bách Xuyên cũng biết võ cổ giả 5 lần 7 lượt đến tìm mình chủ yếu là vì công thức điều chế đan tiểu bồi nguyên. Đây là tin đồn thất thiệt, nhưng không ngờ có một ngày anh lại thật sự lấy được công thức luyện đan bồi nguyên chính tông chứ không phải công thức điều chế đan tiểu bồi nguyên. Hiện tại anh không chỉ có công thức luyện đan hoàn chỉnh, mà còn luyện chế thành công. Sau khi càn khôn tạo hóa quyết vận hành, nó không ngừng luyện hóa linh khí trong đan dược thành chân khí. Những nguyên khí trong cơ thể bị hao tổn do hộc máu nhanh chóng được sinh cơ trong đan dược bổ sung và chữa trị, các chức năng của cơ thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Lúc này chân khí không ngừng gia tăng, nhưng Dương Bách Xuyên lại buồn bực phát hiện ra sau khi tu vi đạt đến luyện khí kỳ tầng 5, muốn đột phá lên tầng 6 thì độ khó tăng lên gấp bội. Lấy ví dụ thế này, lúc trước từ tầng 3 lên tầng 4 anh cần lượng chân khí tương đương một bát nước. Nhưng bây giờ sau khi tu vi đạt đến luyện khí kỳ tầng 5, dụng cụ chứa chân khí trong cơ thể anh từ bát biến thành thùng gỗ to, muốn từ tầng 5 lên tầng 6 thì phải đổ đầy thùng gỗ to mới được. Vì lẽ đó, mặc dù linh khí chứa trong đan bồi nguyên nhiều hơn các đan dược anh luyện chế lúc trước gấp nhiều lần,
nhưng dụng cụ chứa chân khí trong cơ thể anh cũng to hơn, chẳng khác gì một cái động không đáy, có chứa bao nhiêu cũng chẳng đầy. Theo tiến độ tu luyện, sau khi luyện hóa linh khí trong một viên đan bồi nguyên mới xem như đạt đến luyện khí kỳ tầng 5 đỉnh phong, cuối cùng vẫn không thể đột phá lên tầng 6. Vì vậy Dương Bách Xuyên cắn răng uống thêm một viên đan bồi nguyên. Sau khi luyện hóa xong, anh vẫn chưa đột phá bình cảnh, vẫn kẹt ở tầng 5 đỉnh phong. Đồng thời anh cũng hiểu ra một hiện thực tàn khốc, đó là uống viên đan dược đầu tiên có tác dụng, đến khi uống viên đan dược thứ hai thì tác dụng không lớn, gần như là cực kỳ ít ỏi, chẳng khác gì lãng phí đan dược. Thật đáng tiếc, anh đành phải dừng lại. Sau đó, Dương Bách Xuyên gọi Hầu Đậu Đậu từ không gian bình càn khôn ra, định cho nó uống đan bồi nguyên. Nhân tiện anh cũng thả con trồn Hương Hương ra ngoài luôn, cứ nhốt nó ở trong không gian bình càn khôn thì nó sẽ buồn bực chết mất. Sau khi con trồn ra ngoài và trông thấy Hầu Đậu Đậu nằm bất động trên đất, nó phát ra tiếng gầm gừ tựa như đang uất hận và bi thương. Dương Bách Xuyên mỉm cười an ủi con trồn, bảo nó đừng lo lắng, anh có thể giúp Hầu Đậu Đậu khôi phục bình thường. Hai con linh thú ở chung với nhau một thời gian dài, dù sao chúng cũng là linh thú thông minh, cũng có tình cảm giống như con người. Dương Bách Xuyên lấy ra một viên đan bồi nguyên cho Hầu Đậu Đậu uống, không sợ nó không chứa nổi lượng linh khí khổng lồ. Thật ra công hiệu lớn nhất của đan bồi nguyên là sinh cơ, linh khí chỉ xếp thứ hai. Mà Hầu Đậu Đậu là hậu duệ của dị chủng hồng hoang, cực kỳ phi phàm, không sợ nó không tiêu hóa hết linh khí. Sau khi cho Hầu Đậu Đậu uống một viên đan bồi nguyên, Dương Bách Xuyên chăm chú quan sát sự thay đổi trên người nó, đồng thời đặt tay lên móng vuốt nhỏ của nó để kiểm tra cho nó và cứu nó nếu có gì bất thường. May mà trong quá trình quan sát, anh không thấy Hầu Đậu Đậu có gì bất thường sau khi uống đan bồi nguyên. Trái lại anh còn phát hiện năng lượng sinh cơ dồi dào của đan bồi nguyên đang nhanh chóng chữa trị bốn chân bị gãy của Hầu Đậu Đậu. Thấy vậy, rốt cuộc Dương Bách Xuyên cũng yên tâm, tất cả đang phát triển theo chiều hướng tốt. Lúc này, con trồn Hương Hương ở bên cạnh kêu két két, mắt long lanh nhìn lọ đan dược trong tay Dương Bách Xuyên, còn chảy nước miếng nữa, tựa như đang kháng nghị rằng nó cũng muốn ăn. Dương Bách Xuyên cười gượng, lấy ra một viên cho nó. Dù sao cho con trồn ăn đan dược có sinh cơ mạnh như vậy cũng có ích, trước đây sư phụ từng nói muốn làm cho linh thú tiến hóa thì phải không ngừng cho nó dùng thiên tài địa bảo rồi rào linh khí. Cho tới nay Dương Bách Xuyên chỉ mới cho chúng nó dùng đan linh thú chứ chưa cho uống đan dược, hôm nay anh dứt khoát cho cả hai con uống luôn thể. Con trồn uống đan bồi nguyên, miệng phát ra tiếng kêu sung sướng. Sau đó, Dương Bách Xuyên trợn tròn mắt phát hiện trên người con trồn phát ra ánh sáng vàng mỏng manh, nó nhắm mắt cuộn tròn người nằm trên đất như đang ngủ say. Cứ 10 giây ánh sáng màu vàng mỏng manh trên người con trồn lại nhấp nháy một lần, rất có quy luật. Dương Bách Xuyên lục tìm kiến thức liên quan đến linh thú trong đầu, không kìm được ha ha. Tình trạng này của con trồn là đặc điểm của linh thú tiến hóa. Không ngờ một viên đan bồi nguyên có thể giúp con trồn bắt đầu tiến hóa lần đầu. Ngày hôm nay quả là niềm vui nối tiếp. Linh thú tiến hóa chắc chắn sẽ xuất hiện một số thiên phú huyết mạch, Dương Bách Xuyên háo hức chờ mong sau khi con trồn tiến hóa sẽ xuất hiện thiên phú gì. Xem chừng hai linh thú sẽ không tỉnh lại trong thời gian ngắn, Dương Bách Xuyên bèn ra khỏi mật thất, bên trên còn có Độc Cô Vô Tình đang chờ đó. Sau khi ra ngoài, anh trông thấy Kiều Phúc và chị em họ Ngô đứng trong phòng khách. Dương Bách Xuyên biết mình chiếm hầm rượu làm ba người mất chỗ, cho nên ít nhiều gì cũng hơi ngại ngùng. Anh nói, Kiều Phúc, ba người đến phòng chứa đồ ở tạm nhé. Hai linh thú của tôi đang chữa trị vết thương trong hầm rượu, khi nào chúng khỏi thì mọi người lại vào. Kiều Phúc và chị em họ Ngô nghe vậy liền cuống quýt đáp, chủ nhân nặng lời rồi, hiện giờ linh thể của ba chúng tôi đã ngưng tụ hơn nhiều, chỉ cần tu luyện thêm một thời gian là có thể hoàn toàn thoát ly khỏi sự phụ thuộc vào sát khí, sống ở đâu cũng thế cả. Đúng vậy. Chủ nhân không cần lo lắng cho chúng tôi. Vốn dĩ chúng tôi cũng định ở lại trên kia, nhưng cô độc cô đã tỉnh lại, chúng tôi sợ dọa đến cô ấy nên đành xuống tầng hầm. Xin lỗi vì đã quấy rầy chủ nhân. Ngô Mặc Thu cung kính trả lời. Dương Bách Xuyên rất hài lòng về hành động của ba người. Anh dặn dò họ nhanh chóng tu luyện, chờ khi nào linh thể hoàn toàn ngưng thực sẽ cho ba người lên trên sinh sống. Hiện tại bọn họ trong trạng thái linh thể toàn di chuyển bằng cách bay là, trông rất đáng sợ. Dương Bách Xuyên đã tìm hiểu về phong đô quyết,
chỉ cần tu luyện tới phong đô quyết tầng một viên mãn là linh thể có thể ngưng tụ ra thân thể, trông không khác gì người thường, song thân thể lại là trạng thái linh thể. Dương Bách Xuyên đi lên trên mới phát hiện giờ đã là buổi trưa ngày thứ hai. Anh vào phòng ngủ thì thấy Độc Cô Vô Tình đã tỉnh lại, khuôn mặt đã khôi phục màu sắc như thường, có điều sắc mặt vẫn vô cùng nhợt nhạt bởi vì tối qua mất máu quá nhiều. Tiên sinh. Độc Cô Vô Tình nhìn thấy Dương Bách Xuyên, lập tức ngọ nguậy muốn đứng dậy. Dương Bách Xuyên vội vàng đi đến đỡ cô, đừng dậy, nằm yên đó. Cô bị tổn thương nguyên khí nặng nề, cần phải nghỉ ngơi. Dương Bách Xuyên vừa nói vừa đỡ cô, nhưng lại phát hiện đối phương chưa mặc quần áo, trên người vẫn là chiếc yếm đỏ lúc châm cứu tối qua. Anh vừa chạm vào, chăn liền tụt xuống, cần cổ trắng nõn nà, vùng bụng hồng hào dưới yếm. Đây là màu da bình thường sau khi khí độc trong cơ thể cô biến mất vào ban ngày. Độc Cô Vô Tình giống như nàng tiên trúng lời nguyền, ban ngày cô là nàng tiên xinh đẹp tuyệt trần không nhiễm khói lửa nhân gian, sau giờ tí ban đêm cô lại có khuôn mặt âm dương đáng sợ. Lúc này trong mắt Dương Bách Xuyên, cô chính là người đẹp dụ dỗ người ta phạm tội. Độc Cô Vô Tình cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Dương Bách Xuyên thì đỏ mặt hừ lạnh, kéo chăn lên cản lại ánh mắt của tên họ Dương nào đó. Khụ khụ. Dương Bách Xuyên tỉnh táo lại, mặt mày đỏ ửng. Anh hắng giọng vài tiếng rồi nghiêm túc nói, cô đừng nghĩ xấu về tôi là người tốt đó, tôi chỉ kiểm tra xem vết thương trên người cô thế nào rồi. Bây giờ xem ra, không đúng, tôi chưa nhìn thấy vết thương, cô để cho tôi kiểm tra xem nào. Độc Cô Vô Tình sững sốt nhìn Dương Bách Xuyên, thầm mắng trong lòng. Cô đã 20 mấy tuổi rồi, anh thật sự cho rằng cô là thiếu nữ không biết gì đấy à? Cô trợn mắt nhìn Dương Bách Xuyên. Bình thản cất lời, không phiền tiên sinh quan tâm, vết thương đã kết vảy, không sao rồi. Mặc dù cô nói rất bình thản, nhưng trong lòng không bình tĩnh chút nào. Tối qua cô bị Trần Bách Vạn đâm vào bụng dưới vị trí rất tế nhị. Hễ nghĩ đến chuyện Dương Bách Xuyên chữa trị cho mình đã nhìn thấy hết, cô lại bất giác run rẩy cả người, mặt đỏ đến tận cổ. Vậy mà Dương Bách Xuyên còn gặng hỏi, sao mặt cô đỏ thế? Ôi chao, cổ cũng đỏ này, có phải cô thấy khó chịu không? Độc Cô Vô Tình hận không thể vung một kiếm chém chết anh, khổ nỗi không thể nói ra. Cô chỉ có thể trả lời qua loa, chắc là do vết thương. Dương Bách Xuyên kéo dài giọng ồ một tiếng, kỳ thực anh đã sớm nhìn ra cô xấu hổ nên cố ý trêu chọc cô mà thôi. Tiếc là Độc Cô Vô Tình chỉ đỏ mặt một chút, ngoài ra nét mặt vẫn vô cảm giống như cương thi. Cô bị khí độc trong người hại thảm. Dương Bách Xuyên nhận thấy Độc Cô Vô Tình lộ vẻ lạnh lùng. Bèn vội vàng dừng lại. Anh rất hiểu Độc Cô Vô Tình, có khi cô sẽ rút kiếm chém anh cũng không chừng. Anh lập tức nói lảng sang chuyện khác, đây là đan dược dùng để chữa trị cho cô uống vào mới có lợi cho vết thương của cô. Nói rồi anh đưa một viên đan bồi nguyên đã chuẩn bị sẵn tới trước mặt Độc Cô Vô Tình. Độc Cô Vô Tình không giống người khác, cô xuất thân từ thế gia võ cổ giả có truyền thừa lâu đời. Sau khi ba mẹ qua đời, cô là người cầm lái gia tộc Độc Cô, từng đọc rất nhiều tài liệu mật được cất giữ trong gia tộc. Cho nên cô không hề xa lạ với đan dược. Độc Cô Vô Tình cực sốc khi nhìn thấy viên đan dược trong tay Dương Bách Xuyên. Từ màu sắc và mùi hương của đan dược có thể thấy viên đan dược này. Hình như là đan tiểu bồi nguyên được ghi chép trong gia tộc. Nhưng nghĩ kỹ thì lại thấy không đúng. Gần như người của thế hệ trước trong giới võ cổ đều biết chỉ có tông môn thế gia võ cổ mới có thể luyện chế được đan tiểu bồi nguyên. Cô nhớ rõ tiểu bồi nguyên là đan dược trấn phái của võ đang, bọn họ sẽ không tùy tiện lấy ra. Lẽ nào Dương Bách Xuyên là truyền nhân của võ đang? Chắc là vậy rồi, chỉ có tông môn lớn mạnh mới có thể bồi dưỡng ra nhân vật yêu nghiệt bậc này. Mà từ biểu hiện của Dương Bách Xuyên vào tối qua, anh có thể giết chết ám kình tầng 8 và tăng 2 cấp liên tiếp. Anh chính là một tên yêu nghiệt. Hèn gì tối qua cô xin Dương Bách Xuyên dẫn mình đến sư môn của anh để chữa trị khuôn mặt âm dương, anh lại nói là không liên lạc được với tông môn. Người khác không biết nhưng Độc Cô Vô Tình biết, võ đang tông môn võ cổ chân chính không phải khu du lịch mà mọi người đều biết, nghe nói phái võ đang chân chính nằm ở nơi phúc địa khác, không thể tùy tiện biết, tùy tiện đến. Uống đi, sợ tôi hại cô à, đây không phải thuốc độc, mà là đan dược. Thấy Độc Cô Vô Tình ngây người, Dương Bách Xuyên lườm nguýt nói.
Độc Cô Vô Tình như sực tỉnh khỏi cơn mê, run rẩy hỏi, đan dược trong tay tiên sinh là đan tiểu bồi nguyên của phái võ đang sao? Phái võ đang, đan tiểu bồi nguyên, sao cô lại nói vậy? Dương Bách Xuyên sửng sốt hỏi. Tiên sinh không cần đa nghi. Một vị tổ tiên nhà Độc Cô chúng tôi và trưởng môn võ đang Trương Tam Phong là bạn cũ, trong sách mật nhà tôi có ghi chép về đan tiểu bồi nguyên, vì vậy tôi nhận ra thứ trong tay tiên sinh chính là đan tiểu bồi nguyên. Khắp Trung Quốc chỉ có duy nhất phái võ đang nắm giữ đan dược này. Nghe nói hồi trẻ trưởng môn võ đang Trương Tam Phong vô tình gặp gỡ một vị cao nhân. Vị cao nhân kia truyền đạo cho ngài ấy, và còn thưởng đan bồi nguyên cho ngài ấy. Đan bồi nguyên xuất hiện từ đó. Tiếc là sau này đan dược mà Trương chân nhân điều chế ra có công hiệu kém hơn đan bồi nguyên chính tông, nên có tên là đan tiểu bồi nguyên. Từ đó về sau đan tiểu bồi nguyên trở thành đan dược trấn phái của phái võ đang, độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Chỉ tiếc là 20 năm trước, không biết tại sao rất nhiều tông môn lâu đời đều lũ lượt đóng cửa không ra ngoài, sau đó giới võ cổ chính là võ đài của thế gia võ cổ. Nói cách khác, 20 năm rồi đan tiểu bồi nguyên không xuất hiện. Bây giờ tiên sinh lấy ra đan tiểu bồi nguyên, vô tình cho rằng tiên sinh chính là truyền nhân phái võ đang. Chẳng hay vô tình nói đúng không? Dương Bách Xuyên căng thẳng, anh nào biết truyền nhân phái võ đang gì đó, đan dược trong tay anh cũng đâu phải đan tiểu bồi nguyên của phái võ đang. Nó là đan bồi nguyên chính tông đó. Nhưng Độc Cô Vô Tình nhắc tới nhân vật nổi tiếng Trương Tam Phong trưởng môn võ đang. Hồi trẻ ông ta vô tình gặp được cao nhân, có được đan bồi nguyên. Tuy nhiên hiệu quả của đan dược mà ông ta luyện chế ra rất kém, cho nên thêm một chữ tiểu vào tên, gọi là đan tiểu bồi nguyên. Nói vậy thì Dương Bách Xuyên mạnh dạn đoán rằng người Trương Tam Phong gặp được hồi đó là Tư Không Nguyên chăng? Là Tư Không Nguyên đến từ Sơn Hải giới truyền thụ đan bồi nguyên cho Trương Tam Phong, truyền thừa đến nay đã biến thành đan tiểu bồi nguyên. Ngẫm lại thì không phải là không có khả năng, như vậy thì hình như mình thật sự có quan hệ với phái võ đang. Điều đáng mừng là Trương Tam Phong không luyện chế được đan bồi nguyên, nhưng Dương Bách Xuyên đã luyện chế ra. Chẳng phải điều này đã nói lên anh còn giỏi hơn cả Trương Tam Phong hay sao? Dương Bách Xuyên thầm đắc ý, nhưng rồi nghĩ lại thì cảm thấy mình cũng chẳng giỏi giang gì. Có lẽ Trương Tam Phong hồi ấy là võ cổ giả chứ không phải người tu chân, có lẽ Tư Không Nguyên không truyền dạy phương pháp tu chân cho ông ta mà chỉ dạy ít võ công. Cho nên có thể giải thích tại sao ông ta không thể luyện chế được đan bồi nguyên chính tông. Còn Dương Bách Xuyên anh là truyền nhân tu chân hàng thật giá thật. Anh có lò luyện đan thái thượng, có chân nguyên ly hỏa, có sư phụ tán tiên siêu đỉnh, có linh dược, sao lại không luyện chế được đan bồi nguyên kia chứ? Đối diện với ánh mắt nóng rực của Độc Cô Vô Tình, Dương Bách Xuyên không thừa nhận cũng không phủ nhận, chọn cách lập lờ nước đôi. Anh cảm thấy mình nên giữ bí mật thì tốt hơn. Ha ha, đây chính là đan bồi, chính là đan tiểu bồi nguyên, mau uống đi, tôi hộ pháp cho cô. Dương Bách Xuyên cười ha hả thúc giục Độc Cô Vô Tình uống đan được. Mà Độc Cô Vô Tình thì cho rằng Dương Bách Xuyên chính là truyền nhân phái võ đang, một tông môn cổ xưa thần bí. Vì vậy, cô càng thêm tin tưởng Dương Bách Xuyên, lập tức uống đan dược không chút do dự. Nhưng ngay sau đó, mặt cô biến sắc. Dương Bách Xuyên biết dược lực khổng lồ của đan bồi nguyên phát tán trong cơ thể đã làm cho Độc Cô Vô Tình sợ hãi. Anh lập tức ngồi lên giường rồi nâng cô ngồi dậy, đừng sợ, vận hành tâm pháp võ công của cô đi. Tôi giúp cô hóa giải dược lực. Anh vừa nói vừa áp hai tay vào tấm lưng trắng mịn của Độc Cô Vô Tình. Cảm giác đầu tiên là trắng thật đấy, sợ thích ghê. Một trận tụ linh nhìn qua đơn giản lại khiến Dương Bách Xuyên gần như cạn kiệt sức lực. Trong lòng thầm nhủ, bày trận đúng là không phải việc người thường làm được, vừa cần máu lẫn chân khí, còn mệt hơn cả luyện đan. Nhưng anh cũng biết trận pháp giống luyện đan, đều cần am hiểu sâu, thậm chí ở một số phương diện còn khó hơn cả luyện đan. Luyện đan chỉ cần có linh dược, đan phương, là có thể chậm rãi luyện chế, tích lũy kinh nghiệm, càng ngày càng thuận tay. Thế nhưng là trận pháp lại khác, ngoại trừ trụ cột còn cần cả thiên phú, cảm ngộ thiên đạo. Bởi vì muốn bày trận pháp phải kết hợp với thiên đạo. Cũng giống như trận tụ linh anh bày hôm nay, trong miệng sư phụ chỉ là trận pháp cỡ nhập môn vô cùng đơn giản, nhưng thực tế phải liên hệ với M Dương Ngũ Hành, Phong Vân Lôi Điện, Địa Thế Núi Sông, vân vân, nếu không biết nhìn thì đừng hòng bày được, thậm chí còn không biết được nên bày hướng nào.
Dương Bách Xuyên vui mừng bởi vì anh có một sư phụ kinh nghiệm phong phú, mỗi một chi tiết sư phụ truyền thừa cho anh đều ghi chú rõ cảm ngộ, nhận thức. Vì thế nói thẳng ra là hôm nay anh bày được trận tụ linh hoàn toàn dựa vào khuôn mẫu có sẵn mới miễn cưỡng thành công. Dù sao trong thời gian ngắn anh không có ý định học trận pháp, đồ chơi này thật sự không dành cho người thường, suýt chút nữa đã mệt tới hộc máu. Sau khi trận tụ linh thành công kích hoạt, Dương Bách Xuyên cảm nhận rõ ràng linh khí từ bốn phương tám hướng tràn vào trong biệt thự, nhất là ma khí dưới hầm rượu càng ngày càng dày đặc. Mặc kệ là linh khí ở ngoài hay ma khí ở dưới, ngay tại lúc này, tất cả đều hội tụ tại mắt trận trận tụ linh, đi qua M Dương ngũ hành, sát khí điên cuồng bên trong ma khí được chuyển hóa, biến thành linh khí bình thường. Sau đó lại dựa vào trận pháp khuếch tán ra ngoài, chỉ một lát sau, Dương Bách Xuyên liền phát hiện nồng độ linh khí tăng lên gấp đôi. Với tốc độ này, không bao lâu sau, phạm vi trăm mét bao quanh biệt thự đã biến thành đạo trường sung túc linh khí, bảo địa thích hợp tu luyện. Dương Bách Xuyên khoanh chân ngồi xuống đất, vận chuyển càn khôn tạo hóa quyết bắt đầu khôi phục chân khí. Anh ngồi ở trung tâm trận tụ linh, đây là nơi linh khí sung túc nhất. Một tiếng đồng hồ sau, anh mở hai mắt, chân nguyên trong cơ thể tiêu hao hết lúc bảy trận đã được bổ sung lại, tinh thần vô cùng no đủ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 14.